Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 137. Diệp Khuynh Thành, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, đọc lên một cái tên, kia người quen không phải kẻ khác, chính là chiến hồn đại lục biến mất Diệp Khuynh Thành. Lần trước ở tinh thần huyết hải gặp qua Diệp Khuynh Thành sau đó, Tiêu Phàm liền rốt cuộc không nhìn thấy hắn, bây giờ Diệp Khuynh Thành trên người phát ra khí tức, dĩ nhiên so với hắn đều muốn cường đại rất nhiều. Tiêu Phàm không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi theo Diệp Khuynh Thành bọn họ bay đi phương hướng đuổi theo, hắn cùng với Diệp Khuynh Thành mặc dù chưa nói tới bằng hữu, nhưng là không tính là địch nhân, đối phương không tất yếu lừa gạt bản thân. Huống chi, những người khác cũng đồng dạng xông vào kia hắc phụ, rõ ràng là kia hắc phụ có thể bảo hộ bọn họ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm lôi kéo thí thần, cực tốc xông vào hắc phụ. Hảo cường độc tính, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, này cuồn cuộn hắc phụ, dĩ nhiên toàn bộ đều là độc phụ, hơn nữa đang điên cuồng tràn vào hắn thể nội. Trong lòng của hắn 10 phần hoài nghi, này hắc phụ có thể bảo hộ bọn họ an nguy, có lẽ, không cần dị ma xuất thủ đối phó bọn hắn, bọn họ cũng khả năng chết ở những cái này độc phụ phía dưới. Tiểu tử, đều tại ngươi, đem này dị ma dẫn tới. Tiêu Phàm còn không có lấy lại tinh thần, đột nhiên một cỗ băng lãnh khí tức tập trung vào hắn, chỉ thấy ba đạo thân ảnh sát khí bừng bừng đi tới. Cửa này ta chuyện gì? Tiêu Phàm nhíu mày. Ba người mặc dù đều là thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng hắn cũng không có e ngại ý tứ. Đồng thời, hắn tâm lý cũng 10 phần không giải, bản thân chỉ bất quá mới vừa tới mà thôi, làm sao liền là bản thân đem những cái này dị ma dẫn đến đây. Chuyện không liên quan ngươi, liền là hai người các ngươi tiết lộ bản thân khí tức, nhưng những cái này dị ma phát hiện. Lão tử lần trước thụ thương, thật vất vả khôi phục, lại được trốn vào cái địa phương quỷ quái này. Trong đó một cái hoàng kim chiến giáp nam tử lạnh như băng nói. Tiết lộ khí tức, Tiêu Phàm mặt lộ cổ quái, bản thân tiết lộ khí tức là có thể đem dị ma dẫn tới sao? Vậy vì sao trước đó ngự không phi hành thời gian, liền một đầu dị ma đều không có gặp được đây? Chúng ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, đi cùng dị ma chém giết một chén trà thời gian, nếu không đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình. Hoàng kim chiến giáp nam tử nhe răng trợn mắt nói. Vậy ta ngược lại cũng phải nhìn xem, là như thế nào thủ hạ lưu tình. Tiêu Phàm sắc mặt cũng biến băng lạnh, trong mắt lộ ra sắc bén quang mang. Này hoàng kim chiến giáp nam tử bộ kia vinh váo hung hăng bộ dáng, nhưng hắn vô cùng khó chịu. Hắn Tiêu Phàm vận mệnh cho tới bây giờ đều chỉ nắm giữ ở trong tay tự mình, lúc nào đến phiên người khác khoa tay múa chân. Đây là nơi này quy củ, người tuân cũng phải tuân, không tuân cũng phải tuân. Hoàng kim chiến giáp nam tử ở trên cao nhìn xuống, tựa như lại nhìn một cái run rế một dạng. Thoại âm rơi xuống, mặt khác mười mấy người trên người khí thế cũng nở rộ mà ra, toàn bộ đều bao phủ hướng Tiêu Phàm, chung quanh hắc sắc độc vụ bỗng nhiên quay cuồng lên. Ở trong những người này, Tiêu Phàm lại thấy được một cái người quen, lại là Diệp Tam Sinh. Lần trước thời không táng địa gặp một lần sau đó, Diệp Tam Sinh liền không thấy thân ảnh. Không nghĩ đến hắn dĩ nhiên cũng đạt đến nơi đây, hơn nữa còn đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, Diệp Tam Sinh rõ ràng không có hảo ý nhìn xem hắn, rất có động thủ ý tứ. Đối mặt 10 cái thần vương cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm thật đúng là có chút khó giải quyết, bất quá hắn cũng không lui lại một bước. Các vị, vị huynh đệ này mới đến, các ngươi cũng không tất yếu hùng hổ dọa người a. Lúc này, một đạo đột ngột thanh âm vang lên. Lại là một cái bạch bào trắng hơn tuyết nam tử đứng dậy. Diệp Khuynh Thành, người tốt nhất đừng nói nhiều, bằng không chúng ta liền ngươi đều không buông tha. Hoàng kim chiến giáp nam tử quát lạnh một tiếng, căn bản không cho bạch bào nam tử mặt mũi. Tiêu Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến Diệp Khuynh Thành lại còn sẽ thay hắn nói chuyện. Diệp Khuynh Thành sắc mặt lạnh lùng, có thể đối mặt 10 cái thần vương cảnh hậu kỳ cường giả, hắn cũng có rất lớn áp lực. Diệp huynh, việc này ngươi liền không cần phải để ý đến. Tiêu Phàm lắc lắc đầu cười một tiếng. Nha, nguyên lai các ngươi nhận biết, ta liền nói ngươi làm sao sẽ thay một cái thần vương cảnh tiền kỳ tiểu tử nói chuyện. Một cái khác khôi ngô thanh niên nổi giận mắng, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu, kiếm huynh, Diệp huynh thành đắng chát cười một tiếng, hắn thực lực xác thực bất phàm, nhưng có thể đạt tới cái này, lại có ai là bao cỏ đây? Người ở đây.
không có chỗ nào mà không phải là các đại đế vực cùng cổ vực số 1 số 2 thiên tài, thậm chí còn có cổ cương nhân vật. Hắn Diệp Khuynh Thành ở Vạn La đế vực có lẽ bất phàm, nhưng đối mặt các đại đế vực đỉnh tiêm thiên tài, vẫn có rất lớn áp lực. Diệp Huynh, việc này ngươi liền không cần phải để ý đến, bất quá ta muốn biết rõ, tại sao bọn họ nói những cái này dị ma là ta dẫn tới. Còn không chờ Diệp Khuynh Thành nói xong, Tiêu Phàm liền đánh gãy Diệp Khuynh Thành mà nói, truyền âm hỏi. Những cái này dị ma, tên là thôn thần thi ma, thích nhất huyết nhục, thần lực và sinh cơ, bình thường chúng ta đều là ẩn giấu đi bản thân khí tức, trốn ở này nhập khẩu chung quanh, các ngươi không kiêng nể gì cả xuất hiện, tự nhiên liền đem bọn họ đưa tới. Diệp Khuynh Thành thành thật trả lời. Thôn thần thi ma, Tiêu Phàm trong lòng có chút ngoài ý muốn, ở trong tu la truyền thừa tra xét một lần, tức khắc từng đạo tin tức hiện lên ở não hải. Thôn thần thi ma, chính là dị ma bên trong tương đối cường đại một loại, chính là thi thể dị biến mà thành, hắn cùng ma cương có bản chất khác nhau. Ma cương chính là thi thể triệt để chết rồi, bị ma tính ăn mòn mà thành, cũng không có chủ động ý thức. Mà thôn thần thi ma, khi còn sống lại là có một sợi linh trí chưa từng tiêu tán, chỉ là đánh mất đại bộ phận linh trí, chỉ biết là thôn phệ những vật khác đến trưởng thành. Đi qua, tất cỏ không sinh, vô luận là sinh cơ, thần lực, vẫn là huyết nhục, đều là bọn họ yêu nhất. Hơn nữa, thôn thần thi ma ở không có thôn phệ đến huyết nhục, bình thường là sẽ không rời đi. Hắn và thí thần hai người phong trần mệt mỏi chạy đến nơi này, căn bản không có ẩn tàng tự thân khí tức, có thể dẫn tới những cái này thôn thần thi ma, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Để cho Tiêu Phàm kiêng kỵ là, này thôn thần thi ma, bẩm sinh liền nắm giữ thôn phệ thần thông, thần lực và linh hồn công kích đối bọn nó không có bất cứ ý nghĩa gì, thậm chí ngay cả bình thường pháp tắc chi lực đều lên không đến bao nhiêu tác dụng. Muốn chém giết thôn thần thi ma, chỉ có thể dựa vào nhục thân đối cứng. Tiểu tử, không phải chúng ta không nói nhân tình, là hai người các ngươi người dẫn tới những cái này dị ma, tự nhiên do các ngươi đi xua đuổi, chúng ta đối các ngươi yêu cầu cũng không lớn, chỉ cần các ngươi cùng dị ma chiến đấu một chén trà thời gian mà thôi. Hoàng Kim chiến giáp nam tử cười gần nói. Tiêu Phàm nhìn những cái kia thôn thần thi ma một cái, chỉ ít cũng có chừng 30 cỗ thần vương cảnh đỉnh phong, lấy hắn thực lực, đoán chừng không khác chịu chết không khác. Này Hoàng Kim chiến giáp nam tử nói dễ nghe, nói đến cùng, chỉ là muốn gián tiếp giết chết Tiêu Phàm mà thôi. Tiêu Phàm chết, bọn họ cũng ít đi một cái cạnh tranh đối thủ. Hơn nữa, cho dù Tiêu Phàm cùng thí thần có thể kiên trì một chén trà thời gian, cũng khẳng định người bị trọng thương, đến lúc đó giết chết Tiêu Phàm cũng dễ như trở bàn tay. Kể từ đó, Tiêu Phàm cùng thí thần trên người quân công trị, nhưng chính là bọn họ. Lão đại, chơi hắn nha. Tiêu Phàm còn không có mở miệng, thí thần liền lên cơn giận dữ nhìn xem Hoàng Kim chiến giáp nam tử đám người nói. Lời này vừa nói ra, đối diện mười mấy người toàn bộ đều sắc mặt lạnh lẽo, sát khí nở rộ. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lại là giơ tay lên một cái, khẽ mỉm cười nói, nếu là quy củ, vậy chúng ta vẫn là tuân thủ a. Được, chỉ cần lão đại ngươi một câu, ta liền giết chết bọn họ. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, thí thần sắc mặt phát lạnh, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, lão đại, ngươi nói cái gì? Cũng khó trách thí thần kinh ngạc, này hoàn toàn không giống Tiêu Phàm làm người a. Lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, Tiêu Phàm tuyệt đối là ăn mềm không ăn cứng, hiện tại những người này như thế uy hiếp hắn, Tiêu Phàm vậy mà còn nuốt xuống khẩu khí này. Bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung, thí thần trong lòng ngược lại là buông lỏng không ít, Tiêu Phàm 89 phần 10 là có mặt khác đối sách. Tiểu tử, tính ngươi thức thời, yên tâm, chỉ cần ngươi kiên trì một chén trà thời gian, chúng ta liền cho phép ngươi lưu ở nơi này. Hoàng Kim chiến giáp nam tử nhếch miệng cười nói, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Tiêu Huynh, Diệp Huynh Thành sốt ruột cho Tiêu Phàm truyền âm nói, những cái này dị ma, chỉ có lại thôn vệ huyết nhục cùng thần lực sau đó mới có thể rời đi, bọn họ đây là cho ngươi đi chịu chết a. Tiêu Phàm làm sao không biết những người này ý tứ đây, bất quá, cũng không phải hắn sợ những người này, dù sao đối với hắn mà nói, những người này uy hiếp xa xa không có thôn thần thi ma uy hiếp lớn. Bất quá, hắn cũng là nghĩ thử một lần những cái này thôn thần thi ma thực lực như thế nào. Một chén trà thời gian, Tiêu Phàm vẫn có tự tin kiên trì. Đương nhiên,
hiểu rõ Tiêu Phàm người đều biết rõ, coi như Tiêu Phàm muốn đi cùng thôn thần thi ma chiến đấu, cũng phải là chính hắn ý tứ, mà không phải bị người uy hiếp. Diệp Khuynh Thành nhìn thấy Tiêu Phàm tâm ý đã quyết, cũng không tiện thuyết phục cái gì, hắn cũng biết rõ, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không dùng bản thân tính mệnh nói đùa. Ta muốn biết rõ, cái này quy nhất định là người nào định? Phải chăng còn có mặt khác quy định? Tiêu Phàm lại là cười cười, nhìn về phía đối diện 20 người tới nói. Là ta định như thế nào? Hoàng Kim chiến giáp nam tử nhíu mày lại, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tất nhiên là ngươi định, vậy ngươi bản thân tuân thủ quy định sao? Tiêu Phàm không vội không chậm nói ra. Tuân thủ lại như thế nào, không tuân thủ lại như thế nào? Hoàng Kim chiến giáp nam tử sát khí nặng nề nói, như thế kéo dài thêm, nơi này khí độc hắn khả năng liền chưa hẳn có thể ngăn cản được. Những người khác cũng đồng dạng như thế, có mấy người cũng đã sắc mặt có chút biến thành màu đen. Tuân thủ, ta đi lên cùng dị ma một trận chiến không lời nào để nói, nếu là không tuân thủ, vậy ngươi nên cùng ta cùng nhau đi cùng dị ma một trận chiến, không phải sao? Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, ta là chế định quy tắc người, vì sao muốn tuân thủ? Hoàng Kim chiến giáp nam tử lạnh giọng nói, hắn phát hiện cái này thần vương cảnh tiền kỳ tiểu tử không phải rất tốt đối phó. Nếu như không phải hắn nhìn không thấu thí thần tu vi, đoán chừng đã sớm một bàn tay đập lên đi. Một cái thần vương cảnh tiền kỳ tiểu tử cũng dám ở trước mặt hắn lằng nhằng, hắn chỗ nào thụ được khẩu khí này. Nghe được lời này, Tiêu Phàm đột nhiên nở nụ cười, chiếu ngươi ý tứ, chế định quy tắc người, đối bản thân vô dụng, ngược lại có thể dùng để trói buộc người khác. Thế giới này, nắm đấm lớn liền là đạo lý, không phải sao? Hoàng Kim chiến giáp nam tử nhe răng cười nói. Ân, cái này thuyết pháp ta ngược lại là tán đồng. Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu, tất nhiên như thế, vậy ta hiện tại cũng chế định một quy củ, ta nhìn xem khó chịu người, đều phải cho ta đi cùng dị ma chiến đấu một canh giờ. Ha ha, ngươi một cái thần vương cảnh tiền kỳ run rế, có tư cách gì chế định quy củ? Hoàng Kim chiến giáp nam tử ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tựa như nghe được trên đời này buồn cười nhất cười nhạo một dạng. Thí thần, đem hắn ném ra bên ngoài. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung nháy mắt biến mất, chiếm lấy là vô tận băng lãnh. Ha ha, đây mới là ta lão đại nha. Thí thần tức khắc cũng nhếch miệng cười một tiếng, một khắc sau, hắn tay nhỏ bỗng nhiên chụp vào Hoàng Kim chiến giáp nam tử. Bất thình lình một màn, nhưng Hoàng Kim chiến giáp nam tử sắc mặt hơi hơi biến đổi, những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Ai cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm cũng dám chủ động xuất thủ, đám người thiếu chút nữa thì cười ra. Chẳng qua là làm bọn họ cảm nhận được thí thần trên người phát ra khí tức lúc, bọn họ rốt cuộc cười không ra. Thần vương cảnh đỉnh phong, có người kinh hô mà ra, một mặt kinh ngạc nhìn xem thí thần. Này rõ ràng chỉ là một cái 12-13 tuổi thiếu niên a, làm sao có thể là một cái thần vương cảnh cường giả tối đỉnh. Kinh ngạc nhất không ai thuộc về Hoàng Kim chiến giáp nam tử, thí thần phát ra cỗ kia khí thế, dĩ nhiên nhường hắn có chút nặng chịu không nổi. Hắn là đồng giai bên trong số một số hai thiên tài, có thể thí thần sao lại không phải đây? Mắt thấy thí thần tay tới gần thời khắc, Hoàng Kim nam tử sắc mặt đại biến, chân đạp huyền diệu bộ pháp hướng về sau lưng thối lui, không thể không nói, hắn thực lực xa không phải trước đó cung giật có thể so sánh. Nháy mắt tầm đó. Thân hình liền xuất hiện ở trên trăm trượng bên ngoài, thí thần một tay vồ hụt, có thể thí thần đã xuất thủ, tự nhiên sẽ không tay không mà về. Ai ra, nhanh đến trong tay, thí thần nhe răng cười một tiếng, trên mặt lộ ra một cỗ tà dị. Hoàng Kim chiến giáp nam tử tốc độ tuy nhanh, nhưng thí thần cũng không chậm, thậm chí nhanh hơn mấy phần, chớp mắt liền đi tới Hoàng Kim chiến giáp nam tử trước người, một chưởng đánh vào hắn ngực. Ầm một tiếng. Hoàng Kim chiến giáp nam tử bị thí thần một chưởng đánh bay, trực tiếp chạy ra khỏi hắc vụ khu vực. Hống hống lúc này, từng đợt gầm thét truyền đến, những cái kia thí thần thạch ma nhao nhao vồ giết mà tới, bọn chúng mặc dù e ngại hắc sắc độc vụ, nhưng bây giờ Hoàng Kim chiến giáp nam tử không ở độc vụ phạm vi, bọn chúng cũng liền không kiêng nể gì cả. Cút ngay, Hoàng Kim chiến giáp nam tử gầm thét, cầm trong tay một thanh đại đao vòng động chút đến, kim sắc quang mang đảo qua. Không có bất luận cái gì thần lực, chỉ là tồn tại đao cương cùng lực lượng. Hai cỗ thần vương cảnh hậu kỳ thôn thần thi ma, bỗng nhiên bị hắn một đao chảm thành hai đoạn,
thậm chí trong đó một bộ thần vương cảnh đỉnh phong dị ma, đều kém chút bị hắn xé mở. Hắn mái tóc màu đen áo choàng, cầm trong tay hoàng kim đại đao, tựa hồ nắm giữ một loại khai thiên chi lực, bá đạo vô cùng. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, này hoàng kim chiến giáp nam tử là một cái cao thủ, nếu như hắn gặp gỡ, đoán chừng liền làm không đến thí thần như thế buông lòng. Bất quá, hắn cũng vừa vặn thừa dịp cơ hội này kiến thức một cái những cái này thôn thần thi ma thực lực. Hiện tại thí thần ở bên người, hắn có thể cho thí thần xuất thủ, nhưng một phần vạn thí thần không ở bên người đây, một người muốn sống sót, cuối cùng còn phải dựa vào bản thân. Lão đại, những người này làm sao bây giờ? Thí thần trở lại Tiêu Phàm bên người, thần sắc băng lãnh nhìn xem đối diện 20 người tới, một bộ e sợ cho trời không loạn bộ dáng. Chỉ cần Tiêu Phàm một câu, hắn tuyệt đối sẽ đem những người này đều ném ra. Đối diện hơn 20 người thần tình đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm còn dám đối bọn họ xuất thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ liên thủ. Tiêu Phàm cũng biết rõ, thí thần mặc dù cường đại, nhưng là trấn nhiếp không được nhiều người như vậy. Hiện tại, ta mới là chế định trò chơi quy tắc người, các ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Phàm không có tiếp tục nhường thí thần xuất thủ, mà là thần sắc lạnh lùng nhìn xem đối diện hơn 20 người. Trong lúc nhất thời, 20 người người nào cũng không có mở miệng, khi kiến thức đến thí thần thực lực sau, đều không quá muốn đắc tội Tiêu Phàm, nếu không đều có thể là hoàng kim chiến giáp nam tử cái này hạ tràng. Về phần hoàng kim chiến giáp nam tử, có thể hay không sống sót còn chưa biết được đây. Mấy tức sau đó, cái kia khôi ngô thanh niên đột nhiên tiến lên, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói, các hạ không khỏi cũng quá bá đạo a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, nhìn về phía nói chuyện người, lại là trước đó cùng hoàng kim chiến giáp nam tử đi ở cùng một chỗ hai người một trong, sắc mặt bất thiện nhìn xem hắn, đáy mắt chỗ sâu còn lập lòe sát ý. Bá đạo lại như thế nào? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng nói. Trong lòng lại là cười lạnh không thôi, hai người này cũng xứng cùng chính mình nói bá đạo, trước đó bọn họ ba người một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, sao lại không phải bá đạo đây? Chính như hoàng kim chiến giáp nam tử nói, người nào nắm đấm lớn, người đó lời nói thì có đạo lý. Hiện tại, thí thần thực lực so hoàng kim chiến giáp nam tử mạnh, vậy hắn cùng thí thần cũng liền có quyền nói chuyện. Khôi ngô thanh niên mí mắt một trận cuồng loạn, hắn tự nhận là bản thân mấy người cũng đã xem như bá đạo, nhưng hắn không nghĩ đến, trước mắt cái này hắc bào thanh niên, so với hắn càng thêm bá đạo. Nhất là Tiêu Phàm trên người phát ra cỗ kia cuồng bá chi khí, nhưng hắn cảm thấy bản thân mơ hồ thấp một đầu. Ngươi là ai? Khôi ngô thanh niên nam tử thật lâu mới biệt xuất một câu, hắn luôn cảm giác trước mắt người này không đơn giản. Làm sao? Ngươi còn muốn trả thù ta hay sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, bất quá ta người này không sợ nhất liền là trả thù, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta gọi Kiếm Hồng Trần. Kiếm Hồng Trần, đám người không khỏi hít một hơi lạnh. Kiếm Hồng Trần là ai? Bọn họ mặc dù chưa thấy qua Kiếm Hồng Trần chân diện mục, nhưng là cái tên này, lại là những năm này đều một mực ở bên tai quanh quẩn. Bách sát bảng bài danh top 10, ở không lâu trước càng là nhảy lên tới hạng 5. Hạng năm đại biểu cái gì, bọn họ như thế nào không biết đây. Bách sát bảng 5 người đứng đầu, mặt khác 4 người, có thể đều là cực kỳ đáng sợ nhân vật a. Cái này Kiếm Hồng Trần coi như bài danh cuối cùng, có thể kém đi nữa lại có thể kém đi nơi nào đây. Nghĩ đến bản thân đắc tội lại là bách sát bảng bài danh đệ ngũ Kiếm Hồng Trần, khôi ngô thanh niên sắc mặt một trận tái nhợt. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trên người phát ra khí tức lúc, lại thở dài một hơi. Dù sao, coi như Tiêu Phàm quân công trị lại nhiều lại như thế nào, hắn tự thân chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ tu vi mà thôi, có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào. Có lẽ, hắn cũng chỉ là đánh lén cái khác nhân tộc tu sĩ, cướp lấy quân công trị mà thôi. Lúc này kinh ngạc sau đó, những người khác đáy mắt chỗ sâu đều lóe qua tham lam quang mang, mặc dù chính diện không có nhìn về phía Tiêu Phàm, nhưng không ít người dư quang lại là thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Nếu như có thể giết chết Tiêu Phàm, đây chính là tương đương với hơn 3.000 vạn quân công trị a, nhất cử tiến vào 5 người đứng đầu, cái này cũng không phải bình thường lớn dụ hoặc a. Người nào không muốn nổi danh, người nào không muốn tiến vào đế cung đây. Lão đại, những người này có vẻ như cũng không có đối người e ngại a,
ngược lại tựa như gặp được mỹ vị con mồi một dạng. Thí thần âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm, trêu ghẹo nói. Tiêu Phàm tự nhiên cũng cảm nhận được những người này trên thân tham lam ý, có thể đến người ở đây, mỗi một cái đều là cao ngạo hạng người, không ai phục ai. Huống chi, hắn hiện tại xác thực chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ tu vi, những người này tự nhiên không chỗ nào kiêng kỵ. Bọn họ kinh ngạc kiếm hồng trần danh tự, cũng chỉ là kinh ngạc kiếm hồng trần ba chữ ở trên bách sát bảng bài danh mà thôi, nhưng nội tâm chỗ sâu cũng không có bao nhiêu e ngại. Không nghĩ đến các hạ liền là bách sát bảng đệ ngũ kiếm hồng trần, tại hạ võ cuồng đao bất tài, muốn theo các hạ lĩnh giáo một hai. Khôi ngô thanh niên đột nhiên đối Tiêu Phàm chắp tay một cái nói. Những người khác nhìn thấy, chỗ nào không minh bạch võ cuồng đao ý tứ, hắn cái này rõ ràng là muốn giết chết Tiêu Phàm chiếm lấy quân công chị A. Trên danh nghĩa nói là luận bàn, có thể nếu là có thể giết chết Tiêu Phàm, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Bọn họ trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ bản thân nên đứng ra, giết một cái thần vương cảnh tiền kỳ tiểu tử, còn không cùng chơi một dạng. Muốn theo lão đại chiến, ngươi còn non lắm, trừ phi qua ta cửa này. Thí thần một bước tiến lên, cười lạnh nhìn xem khôi ngô thanh niên võ cuồng đao. Các hạ thế nhưng là thần vương cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ nghĩ lấy mạnh hiếp yếu sao? Võ cuồng đao hừ lạnh nói. Chiếu ngươi ý tứ, thần vương cảnh đỉnh phong, đối phó ta cái này thần vương cảnh tiền kỳ, cũng không phải là lấy mạnh hiếp yếu sao? Tiêu Phàm giễu cợt nói. Võ cuồng đao sắc mặt một trận tái nhợt, cái kia câu nói chỉ là thuận miệng mà làm, không nghĩ đến nháy mắt liền bị Tiêu Phàm đánh mặt, đành phải cắn răng nói, các hạ chính là bách sát bảng đệ ngũ, ta chỉ là bách sát bảng thứ 52, không coi là lấy mạnh hiếp yếu. Dạng này a, đã người nghĩ một trận chiến, ngược lại cũng không phải không thể. Tiêu Phàm lộ ra nghiêm túc suy nghĩ thần sắc, bất quá ta người này không thích luận bàn, chỉ yêu thích một trận chiến phân sinh tử. Võ cuồng đao con người hơi hơi co rụt lại, không nghĩ đến Tiêu Phàm khám phá hắn quỷ kế, hắn không biết Tiêu Phàm nơi nào đến dũng khí, dám cùng hắn một trận chiến. Ta liền không tin, ta đường đường thần vương cảnh hậu kỳ, liền một cái thần vương cảnh tiền kỳ đều không phải đối thủ. Võ cuồng đao trong lòng âm thầm trầm ngâm, lập tức hít sâu một cái nói, vui lòng phụng bồi. Những người khác nghe được Tiêu Phàm lời nói, cũng là cười lạnh không thôi, một cái thần vương cảnh tiền kỳ. Lại muốn cùng thần vương cảnh hậu kỳ phân sinh tử, đây không phải khôi hài sao? Ta bội phục ngươi dũng khí. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn rất rõ ràng, bản thân nếu là không thể triển lộ đầy đủ thực lực đến chấn nhiếp bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ là cái này võ cuồng đao, qua một lúc khả năng lại tới lý cuồng đao cùng ngông cuồng đao. Bất quá chuyện xấu nói trước, ngươi nếu chết rồi, hắn cũng không thể thừa cơ đánh lén. Võ cuồng đao lại đề phòng nhìn xem thí thần nói. Ngươi yên tâm, ta qua một lúc sẽ thay ngươi nhặt xác. Thí thần khinh thường nói, đối với Tiêu Phàm thực lực, hắn vẫn là cực kỳ tự tin. Hắn luyện hóa thái sơ thần ma dịch thần tính tinh hoa, nhất cử đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong, mà Tiêu Phàm, thế nhưng là luyện hóa thái sơ thần ma dịch ma tính tinh hoa, thực lực lại có thể kém đi nơi nào đây? Cho đến bây giờ... Hắn còn chưa bao giờ được chứng kiến Tiêu Phàm thi triển kia lực lượng, cái này cũng không có nghĩa là Tiêu Phàm không có kia lực lượng, mà là căn bản không có thi triển tất yếu mà thôi. Muốn chiến liền chiến A, Tiêu Phàm mở ra bàn tay, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, trán phóng tử huyết sắc yêu dị quang hoa. Chết, võ cuồng đao hừ lạnh một tiếng, một thanh đen kịt đại đao bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, phát ra lạnh lẽo hàn khí. Chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp hơn mấy chục độ. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng, võ cuồng đao một kiếm cuồng bổ xuống, căn bản không cho Tiêu Phàm hoàn thủ cơ hội. Băng chi pháp tắc, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, mà lúc này, võ cuồng đao cũng đã giết tới, đi qua, hư không đều bị đông kết thành băng xương. Cỗ kia hàn ý, càng là xâm nhập Tiêu Phàm thể nội, muốn đông kết hắn thần lực và linh hồn. Điện quang hỏa thạch. Tiêu Phàm thời không áp xúc lực lượng thi triển, thân hình lóe lên, lăng không biến mất ở nguyên chỗ, võ cuồng đao một đao vồ hụt. Thuấn di thần thông, không đúng, là không gian pháp tắc, võ cuồng đao sắc mặt trầm xuống, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc người, không có chỗ nào mà không phải là vạn người không được một thiên tài, cho dù là thần vương cảnh tiền kỳ, hắn cũng không thể không cẩn thận đối đãi,
không cẩn thận, có thể liền sẽ lật thuyền trong mương. Sinh tử luân hồi, lúc này, đột nhiên một tiếng quát như sấm vang lên, lại là Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện hắn đỉnh đầu, một kiếm giận bổ xuống. Hư không mãnh liệt chấn động, hơn nữa theo lấy Tiêu Phàm giãy giụa, chấn động càng ngày càng mãnh liệt lên, tựa như tùy thời đều muốn tránh thoát ra lĩnh vực chi lực trói buộc. Võ cuồng đao mí mắt một trận cuồng loạn, ở trong tay hắn hắc sắc trường đao cũng bắt đầu run rẩy lên, mãnh liệt đao hà, dĩ nhiên có loại chạm không xuống cảm giác. Chết cho ta, võ cuồng đao bạo hống một tiếng, kích động toàn thân thần lực, hai tay nắm trường đao, hung hăng hướng về phía dưới ép xuống. Hắn có loại cảm giác, Tiêu Phàm nếu là tránh thoát hắn lĩnh vực chi lực trói buộc, qua một lúc không may liền là chính hắn. Rốt cục, đao mang nổi giận chém mà xuống, hung hăng chém ở Tiêu Phàm trên người, cuồng bạo khí tức bao phủ tứ phía bát phương, bốn phía hư không chấn động cực kỳ mãnh liệt, hư vô phong bạo lôi xé tứ phương. Lão đại, thí thần nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại, hét lớn một tiếng, liền hướng lấy Tiêu Phàm vị trí xông tới. Hồng hộc, nhưng mà, cũng liền ở lúc này, một đạo lợi mang từ bên người bắn ra, trực tiếp ngăn cản thí thần đường đi. Tự tìm cái chết, thí thần hai mắt đỏ bừng, giống như phát cuồng giống như dã thú, một đạo to lớn trưởng cương hung hăng rút ra ngoài, kia ngăn cản hắn thân ảnh, trực tiếp bị một bàn tay tát bay hắc sắc độc phụ phạm vi. Giờ phút này, thí thần chỉ muốn cứu Tiêu Phàm, chỗ nào còn sẽ giữ lại thực lực, thần vương cảnh đỉnh phong khí tức bao phủ tứ phía bát phương, nhưng tất cả mọi người một trận hãi hùng khiếp vía. Không được qua đây, coi như thí thần chuẩn bị xuất thủ đối phó võ cuồng đao cho Tiêu Phàm báo thù thời khắc, một đạo đột ngột thanh âm đột nhiên từ hư vô loạn lưu bên trong truyền đến. Thí thần ngừng thân hình, kinh ngạc nhìn xem kia hư vô loạn lưu, lại là nhìn thấy, Tiêu Phàm một đôi tay, trực tiếp kẹp lấy võ cuồng đao đao cương. Mặc dù sắc mặt đỏ bừng như máu, lộ ra cố hết sức, nhưng hắn lại là thật dùng hai tay chặn lại võ cuồng đao bá đạo chém một cái. Hơn nữa, thí thần còn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Phàm quanh thân hư không chấn động cực kỳ lợi hại, kia vừa mới khôi phục hư không, lại nhưng rất nhanh lại vỡ nát ra, như thế vòng đi vòng lại. Hắn dĩ nhiên tránh thoát võ cuồng đao lĩnh vực chi lực. Cái này nhục thân được như thế nào cường đại? Nhục thân cường đại là một phương diện khác, võ cuồng đao pháp tắc lĩnh vực chỉ là vừa có hình thức ban đầu, không tính là chân chính lĩnh vực. Không sai, thần vương cảnh đỉnh phong pháp tắc lĩnh vực cũng không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ, võ cuồng đao cuối cùng chỉ xem như thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi, nếu là đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, giết hắn chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Đám người ngươi một lời ta một câu. Không kiêng nể gì cả nghị luận. Chẳng qua là làm bọn họ nhìn về phía thí thần lúc, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy kiêng dè, thí thần thế nhưng là chân chính thần vương cảnh đỉnh phong, hắn lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực nhất định là hoàn chỉnh. Nếu là thí thần đối bọn họ động thủ, bọn họ những người này có thể lấy không đến chỗ tốt gì. Pháp tắc lĩnh vực sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Nắm giữ tu la truyền thừa hắn, lại làm sao không biết pháp tắc lĩnh vực đây? Chỉ bất quá pháp tắc lĩnh vực, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tu luyện được, nhất định phải lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc ảo diệu, lại đem bốn loại pháp tắc ảo diệu hòa làm một thể, sáng tạo ra bản thân pháp tắc lĩnh vực. Võ cuồng đao mặc dù là thiên tài, nhưng vẫn như cũ chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi, hắn sở dĩ có thể chạm tới lĩnh vực lực lượng, cũng là bởi vì hắn băng chi pháp tắc, tu luyện đến đệ tam trọng, sơ bộ đầy đủ lĩnh vực chi uy mà thôi. Nhưng vẫn như cũ không phải chân chính pháp tắc lĩnh vực, hắn thi triển vô tận chiến thể lực lượng, liền tránh thoát. Bất quá, đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất đụng phải địch thủ thi triển pháp tắc lĩnh vực lực lượng, pháp tắc lĩnh vực lực lượng, xác thực không cho phép khinh thường. Giết, võ cuồng đao nổi gân xanh, gầm thét một tiếng, trường đao lần nữa dùng sức, hướng về phía dưới ép xuống. Tiêu Phàm thân thể lại hướng xuống mới rơi hơn mấy trượng, mơ hồ có chút không kiên trì được. Võ cuồng đao nhìn thấy, không chút nào giữ lại kích động toàn thân thần lực, khí thế lần nữa tăng vọt mấy phần. Tiêu Phàm rốt cục tiếp nhận không được, thân thể nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống, mà hai tay lại là hung hăng kẹp lấy võ cuồng đao hàn đao. Bất quá cứ tiếp như thế, một khi rơi xuống mặt đất, hắn liền chưa hẳn có thể ngăn cản được, một đao kia, cuối cùng vẫn là có thể chém xuống. Coi như hắn buông ra trường đao,
thi triển thời không áp xúc cùng phong chi mạch động ảo diệu đào tẩu, cũng không kịp. Một đao kia, cơ hồ liền là khung ở hắn trên cổ, tùy thời đều có thể muốn mạng hắn. Loại cảm giác này, nhưng Tiêu Phàm vô cùng khó chịu, cái này võ cuồng đao, cũng là hắn tiến vào Bách Sát Tháp đến nay, gặp gỡ cường đại nhất đối thủ, không có một trong. Cho dù lần trước gặp gỡ hắc bào mặt nạ nam, thực lực có lẽ không kém gì võ cuồng đao, nhưng Tiêu Phàm cũng không có cùng với chân chính giao thủ. Mắt thấy Tiêu Phàm cự ly mặt đất càng ngày càng gần, thí thần tâm đều thoát lên tới cổ họng, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Bất quá hắn cũng biết rõ, Tiêu Phàm không cho hắn xuất thủ, khẳng định còn có chuẩn bị ở sau, nhưng trong lòng lo lắng, lại không giảm mảy may. Ngươi có thể đi chết. Võ cuồng đao nhe răng cười một tiếng, Tiêu Phàm cự ly mặt đất chỉ có 10 trượng cự ly, điểm ấy cự ly, đối với thần vương cảnh hậu kỳ tới nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, võ cuồng đao đao hà cuối cùng nổ ra, mặt đất đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm đầy trời. Những người khác toàn bộ đều không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi xa, sợ bỏ qua cái gì, ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm từ một đao kia phía dưới đảo vong cơ hội. Cơ hồ là không. Mấy tức sau đó, bụi bặm chậm rãi tán đi, một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh lộ ra đến, lan tràn mấy chục dặm, có thể nghĩ vừa mới võ cuồng đao một kích kia đáng sợ. Bách sát bảng đệ ngũ, võ cuồng đao cười lạnh một tiếng, nhìn xem trước mắt to lớn khe rãnh, trong mắt lóe qua một vòng nồng đậm khinh thường. Giết chết Tiêu Phàm quân công chỉ cũng chính là hắn, cho dù không thể tiến vào bách sát bảng trước ba. Nhưng bảo trụ hạng năm vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ là, võ cuồng đao vừa mới phóng ra bước chân, chuẩn bị tìm kiếm Tiêu Phàm thi thể lúc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên mặt tiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ, trong mắt đều là vẻ khó tin. Những người khác cũng đồng dạng như thế, một mặt không thể tin nhìn xem không trung. Ở võ cuồng đao đỉnh đầu, dĩ nhiên đứng đấy một đạo hắc bào thân ảnh, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem phía dưới võ cuồng đao. Một tay cầm kiếm, một tay ôm ngực, giống như một vị thần linh quan sát run rế. Cẩn thận xem xét sẽ phát hiện, hắc bào thân ảnh chung quanh không gian, ở lấy một loại quỷ dị tần suất dương ra lấy, nhưng hắc bào thân ảnh nhìn qua tựa như thân ở một mảnh khác thời không một dạng. Hắn dĩ nhiên không chết, đoàn người có người kinh hô mà ra, kia hắc bào thân ảnh, ngoại trừ Tiêu Phàm còn có thể có ai đây? Buồn cười như vậy sao? Tiêu Phàm đạm mạc nhìn xem võ cuồng đao nói, hắn lăng không dạo bước, từng bước một hướng về võ cuồng đao đi đến, đồng thời chậm rãi nâng lên trong tay tu la kiếm. Nhìn xem phong khinh vân đạm Tiêu Phàm, võ cuồng đao sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Thoại âm rơi xuống, võ cuồng đao bỗng nhiên đạp không mà lên, trường đao trong tay hướng lên trời, một đạo đao hà nghịch thiên mà lên. Lần thứ nhất ngươi đều không thể giết chết ta, liền cũng không còn cơ hội. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, trong tay tu la kiếm nhẹ nhàng vung lên, đồng thời trong miệng thốt ra một đạo băng lãnh thanh âm, thời không chấn động. Thời không chấn động, theo lấy Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống, một đạo quỷ dị kiếm khí từ tu la kiếm phía trên nở rộ mà ra, kiếm khí đi qua, hư không toàn bộ đều vỡ nát. Đồng thời, vô tận loạn lưu gào thét mà ra. Nhưng ở Tiêu Phàm một kiếm này phía dưới, toàn bộ đều hóa thành cho bụi, tựa như liền thời không đều có thể bị chấn nát một dạng. Ầm ầm, từng tiếng kinh khủng nổ vang truyền ra, lại là nhìn thấy võ cuồng đao đao hà nhanh chóng vỡ nát, mà Tiêu Phàm kiếm khí lại tốc độ không giảm mảy may. Điện quang hỏa thạch, Tiêu Phàm kiếm khí liền cũng đã đi tới võ cuồng đao trước người, trực tiếp xuyên thủng võ cuồng đao thân thể. Võ cuồng đao cứng ngắc đứng ở nguyên địa. Một mặt kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Ầm một tiếng nổ vang, võ cuồng đao thân thể trực tiếp hóa thành bột mịn, chỉ có linh hồn chạy trốn đi ra, nhưng là suy yếu đến cực điểm. Hư không vô số quang vũ huy sái, hiển nhiên là võ cuồng đao quân công trị. Hắn giết võ cuồng đao, những người khác hít một hơi lạnh, võ cuồng đao thực lực bọn họ vẫn có hiểu rõ, coi như không phải mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối không phải yếu nhất a. Nhưng hiện tại võ cuồng đao dĩ nhiên thua ở một cái thần vương cảnh tiền kỳ tu sĩ trong tay, nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, căn bản liền sẽ không tin tưởng. Lão đại, tốt lắm, thí thần kích động vô cùng, nhìn thấy Tiêu Phàm bình yên vô sự, trong lòng của hắn đại thạch cũng rốt cục rơi xuống.
Tiêu Phàm không có để ý tới đám người ánh mắt, phất tay, vô số quang vũ nháy mắt chui vào hắn quân công bài phát ra lóe sáng quang mang, quân công trị lần nữa tăng vọt. Có thể đạt tới cái này người bên trong, người nào quân công trị không có mấy trăm hơn ngàn vạn đây. Bất quá, Tiêu Phàm lại là không có quan tâm quân công trị bao nhiêu, hắn lách mình liền xuất hiện ở võ cuồng đao trước người, đưa tay một chảo, võ cuồng đao linh hồn tức khắc bị một cỗ đại lực giam cầm, tựa như nắm con gà đồng dạng bị Tiêu Phàm bóp ở trong tay. Ngươi không thể giết ta, võ cuồng đao linh hồn ra sức giãy giụa lấy, có thể căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không thể giết ngươi, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra hí ngược, một trận chiến này trước đó thế nhưng là nói xong rồi, một trận chiến phân sinh tử. Vừa mới võ cuồng đao chiếm thượng phong thời điểm, cũng không có gặp hắn nói cái gì không thể giết bản thân, bây giờ lại nói loại lời này, đơn giản liền là buồn cười. Kiếm Hồng Trần, võ huynh thế nhưng là Hoang Vô Lân thiếu chủ người, người dám giết hắn, nhân tộc Tam Thiên Vực đều không có người đất đặt chân. Đám người bên trong một cái hung ác nham hiểm thanh niên quát to. Vừa mới võ cuồng đao chuẩn bị chém giết Tiêu Phàm thời khắc, liền là hắn ngăn cản thí thần, hắn và võ cuồng đao, còn có cái kia hoàng kim chiến giáp nam tử, hiển nhiên là cùng một chỗ. Hoang Vô Lân sao, Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Cái tên này Tiêu Phàm thế nhưng là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, từ khi bách sát bảng mở ra đến nay, Hoang Vô Lân ba chữ này liền một mực chiếm cứ lấy đầu bảng, không thể dung chuyển. Điểm này liền đủ để chứng minh Hoang Vô Lân thực lực, hơn nữa Tiêu Phàm còn nghe nói, Hoang Vô Lân chính là Man Hoang Cổ Cương một cái đại gia tộc người. Vô luận thực lực, thiên phú và nội tình, đều hoàn toàn không phải bọn họ những cái này đế vực cùng với cấp dưới thế lực tu sĩ có thể so sánh. Nhìn thấy Tiêu Phàm kinh ngạc, hung ác nham hiểm nam tử tức khắc lộ ra một tia đắc ý, nói chỉ cần ngươi thả võ cuồng đao linh hồn, ta tin tưởng thiếu chủ sẽ tha cho ngươi một mạng. Tha ta một mạng, Tiêu Phàm nguyên bản còn dự định không đuổi tận giết tuyệt, dù sao cũng đã ma diệt võ cuồng đao nhục thân, cái này linh hồn, lưu không giữ lại, đều không có quá nhiều giá trị. Nhưng không nghĩ đến hung ác nham hiểm nam tử dĩ nhiên vênh váo tự đắc nói muốn tha cho hắn một mạng, này tức khắc lại khơi dậy Tiêu Phàm trong lòng sát ý. Không sai, đến lúc đó ta khẳng định ở trước mặt thiếu chủ thay ngươi nói tốt vài câu, tiền đề là ngươi thả võ cuồng đao linh hồn. Hung ác nham hiểm nam tử một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi đây. Thực sự là thiên đại cười nhạo, ta mệnh, muốn người nào tha sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, nắm lấy võ cuồng đao linh hồn tay bỗng nhẹ nhàng một nắm. Không, võ cuồng đao linh hồn ở hoảng hốt và gào thét, bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành một trận năng lượng ba động biến mất ở hư không. Hung ác nham hiểm nam tử trên mặt tiếu dung két két mà dừng, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên không lưu tình chút nào diệt võ cuồng đao linh hồn. Người dĩ nhiên nhường võ cuồng đao thần hồn câu diệt, thiếu chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hung ác nham hiểm nam tử phẫn nộ quát to. Hắn tốt nhất đừng đến chọc ta, nếu không ta ngay cả hắn đều không buông tha, về phần hiện tại. Tiêu Phàm khinh thường cười lạnh một tiếng. Tu La kiếm chỉ hung ác nham hiểm nam tử nói, tới phiên ngươi. Tới phiên ngươi, Tiêu Phàm thanh âm bình thản, lại tựa như một đạo bùa đòi mạng đồng dạng, dọa đến hung ác nham hiểm nam tử có chút đứng không vững, hướng hậu phương lui về phía sau mấy bước. Kiếm Hồng Trần, ngươi, hung ác nham hiểm sắc mặt trên mặt lộ ra hoảng sợ. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Hung ác nham hiểm nam tử cũng đã nói hắn là Hoang Vô Lân người, Tiêu Phàm dĩ nhiên còn dám xuất thủ. Ngươi nói nhảm nhiều lắm, Tiêu Phàm còn không có mở miệng, thí thần liền vồ giết mà ra, vừa mới hắn đem hung ác nham hiểm nam tử một bàn tay đập bay ra ngoài, hiển nhiên hắn còn không có lấy được giáo huấn. Bất quá lần này, thí thần cũng không có dự định nhường hắn còn sống. Chỉ thấy trên người hắn phát ra cuồn cuộn hắc vụ, tựa như một trương hồng hoang mãnh thú bồn máu miệng lớn, trực tiếp đem chung quanh hắc sắc độc vụ đều nuốt sống đi vào. Khói đen che phủ phạm vi bên trong, ngay cả ánh sáng dây đều tiến không lên mảy may, hoàn toàn biến thành một phiến đen kịt thế giới. Lĩnh vực chi lực, hung ác nham hiểm nam tử sợ hãi kêu to một tiếng, co cẳng liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Đáng tiếc, thí thần nếu như đã xuất thủ, lại làm sao có thể nhường hắn chạy trốn đây? Không đến một cái hô hấp thời gian,
hung ác nham hiểm nam tử liền trực tiếp bị hắc sắc phụ khí nuốt hết, phát ra một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, liền lại cũng không có bất luận cái gì âm thanh. Khiến quan sát mười mấy hai mươi người, toàn bộ đều nín thở ngưng thần, sợ đắc tội Tiêu Phàm cùng thí thần hai cái này sát tinh. Mấy tức sau đó, bốn phía hắc phụ biến mất, thí thần thân hình lần nữa bại lộ đi ra, lại là nhìn thấy hắn tiện tay đem một khối quân công bài ném cho Tiêu Phàm, một cái tay khác lại dẫn theo một bộ khô quắt thi thể, tiện tay ném vào bên ngoài dị ma quần. Dị ma tựa như gặp được ngon lành nhất đồ ăn, toàn bộ đều không muốn sống đồng dạng nhào tới, trong phút chốc liền đem hung ác nham hiểm nam tử thi thể cho ăn không còn một mảnh. Nhìn thấy một màn này, những người khác không khỏi dùng mình một cái. Cút ngay, lúc này, một tiếng gầm thét từ dị ma quần bên trong truyền đến, lại là hoàng kim chiến giáp nam tử một đao đánh bay mấy đầu dị ma, thân hình cực tốc hướng về hắc sắc độc phụ bên trong bay đến. Chiến đấu nửa ngày, hắn rốt cục tránh thoát thôn thần thi ma dây dưa, may mắn trốn khỏi một kiếp. Giờ phút này hắn, máu me khắp người, hoàng kim chiến giáp cũng phá toái không chịu nổi, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo, nổ đom đóm mắt chờ lấy Tiêu Phàm. Võ cuồng đao, lãnh diện, hai người các ngươi cùng ta giết hắn. Hoàng kim chiến giáp nam tử phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm nói, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương. Kém một chút, bản thân khả năng liền táng thân dị ma trong bụng, khẩu khí này, hắn làm sao có thể nuốt xuống. Chẳng qua là làm hắn ánh mắt nhìn về phía đoàn người lúc, lại là phát hiện, võ cuồng đao cùng hung ác nham hiểm nam tử cũng đã không thấy thân ảnh, chỉ có đoàn người mặt lộ cổ quái nhìn xem hắn. Hoàng kim chiến giáp nam tử cũng cảm thấy có chút không thích hợp, liếc nhìn lấy đoàn người, nhìn xem cái khác con tin hỏi, võ cuồng đao và lãnh diện đây. Hắn vừa mới cùng thôn thần thi ma đại chiến, căn bản là không có nhìn thấy Tiêu Phàm cùng võ cuồng đao đại chiến, cũng không biết võ cuồng đao cùng hung ác nham hiểm nam tử bị Tiêu Phàm cùng thí thần giết đi. Đám người trầm mặc không nói, ánh mắt lại là nhìn về phía Tiêu Phàm cùng thí thần. Tiêu Phàm mỉm cười. Nhìn qua hoàng kim chiến giáp nam tử nói, ngươi rất muốn tìm bọn họ sao? Bọn họ bị ngươi giết. Hoàng kim chiến giáp nam tử không phải đồ đần, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mí mắt một trận cuồng loạn, hắn thân thể không tự giác hướng hậu phương thối lui. Nhìn đến, ngươi muốn giết ta. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trên người sát ý không thêm mảy may che giấu. Hoàng kim chiến giáp nam tử sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lóe lên. Sau đó bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng về chân trời lao đi. Ngoại giới thôn thần thi ma sau khi ăn xong hung ác nham hiểm nam tử thi thể sau, nguyên bản cũng đã chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên lại gặp đến hoàng kim chiến giáp nam tử xuất hiện, toàn bộ đều lần nữa quay người. Hoàng kim chiến giáp nam tử trong lòng sớm đã đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần, hắn nằm mơ không nghĩ đến, nơi này có thể là hắn nơi chôn xương. Nguyên bản ở nơi này 93 tầng người, hắn thực lực xem như mạnh nhất, nên mới có thể chế định cái quy củ kia, lại tăng thêm võ cuồng đao cùng hung ác nham hiểm nam tử, cơ hồ diệt người dám ngỗ nghịch hắn lời nói. Nhưng hiện tại, hắn lại chỉ có chạy chối chết phần, không thể không nói là một loại to lớn châm chọc. Lão đại, ta đi giết hắn. Thí thần trong mắt hung quang lộ ra, không muốn buông tha hoàng kim chiến giáp nam tử. Ta đi, ngươi thay ta lược trận. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, nếu như đã đắc tội cái kia cái gì hoang vô lân, Tiêu Phàm cũng không để ý đuổi tận giết tuyệt, dù sao, này hoàng kim chiến giáp nam tử thực lực không phải thấp. Nếu để cho hắn đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong, cuối cùng không may nhưng chính là hắn và người bên cạnh. Thế nhưng là, thí thần lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm thực lực mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ tu vi a. Không cần lo lắng. Ta tự có chừng mực, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, phất tay, đại lượng thần thạch giống như một tòa tiểu sơn đồng dạng xuất hiện ở hắn trước người. Lập tức Tiêu Phàm trên người phồng lên lấy cuồng bạo khí tức, núi nhỏ thân thể đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, thần thạch bên trong thần linh chi khí giống như một đầu linh thạch sông, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới. Đồng thời, Tiêu Phàm quanh thân đan xen mấy loại pháp tắc thần liên. Đáng sợ khí tức đang cuộn trào mãnh liệt. Hắn đây là chuẩn bị đột phá. Những người khác kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Ở chỗ này ngay trước mặt nhiều người như vậy đột phá, chẳng lẽ sẽ không sợ những người khác xông lên đến ngăn cản sao? Bất quá,
bọn họ cũng không phải là đặc biệt đoàn kết, mặc dù muốn đối Tiêu Phàm động thủ, nhưng nhìn thấy thí thần kia âm lãnh bộ dáng, ai cũng không dám tiến lên một bước. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm trên người khí thế không ngừng mạnh lên, cuối cùng thể nội truyền ra một trận ầm vang thanh âm. Cuồn cuộn thần lực đánh thẳng vào Tiêu Phàm kinh mạch, thật lâu không dứt, giống như thần long bảo hao. Hắn thể nội kinh mạch nhanh chóng khuếch trương, bên ngoài thân trán phóng sáng chói kim quang, dáng vẻ trang nghiêm, một bộ thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng. Đồng thời, nội thiên địa lấy đáng sợ tốc độ mở rộng lấy, vẻn vẹn chốc lát, liền đạt đến chu vi mấy ngàn dặm, hơn nữa căn bản không có dừng lại xu thế. Tiêu Phàm bảo thủ đoán chừng, đột phá thần vương cảnh trung kỳ, nội thiên địa chí ít cũng có thể đi đến chu vi vạn dặm, muốn tiếp tục khuếch trương, liền chỉ có không ngừng cô đọng nội thiên địa. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm trên người khí tức rốt cục bình chậm lại, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại phong mang lộ ra cảm giác. Thần vương cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm hít sâu một cái, trên mặt lộ ra thỏa mãn thiếu dung. Vừa mới cùng võ cuồng đao một trận chiến, ở sống chết trước mắt, lĩnh ngộ thời không pháp tắc huyền bí thời không áp xúc đệ nhị trọng ảo diệu, thời không chấn động. Bây giờ hắn bốn loại pháp tắc chi lực, đều lĩnh ngộ loại thứ hai, hoặc là đạt đến đệ nhị trọng, đột phá thần vương cảnh trung kỳ tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Một khắc sau, Tiêu Phàm sắc bén con ngươi lần nữa nhìn về phía dị ma quần bên trong hoàng kim chiến giáp nam tử, dưới chân đạp mạnh, giống như một đạo thiểm điện xông tới. Hắn sẽ không thật muốn đuổi tận giết tuyệt a. Hoàng vô lần nếu là biết rõ việc này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, võ cuồng đao mấy người, có thể đều là hắn tùy tùng a. Này kiếm hồng trần cũng không biết là từ nơi nào nhô ra, thật đúng là không phải bình thường bá đạo cùng phách lối, bất quá lại nói trở về, nếu như không phải võ cuồng đao mấy người nhằm vào hắn, hắn cũng sẽ không như thế. Những người khác nhìn thấy, trên mặt đều là kinh ngạc, hoàn toàn bị Tiêu Phàm quyết đoán cùng tàn nhẫn cho khiếp sợ đến. Hắn vẫn là cái kia Tiêu Phàm, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp 100 lần hoàn lại. Diệp Khuynh Thành nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng cảm khái không thôi. Lúc này, Tiêu Phàm cũng đã xông vào dĩ ma quần, hắn cũng không có thi triển pháp tắc chi lực, chỉ là dựa vào nhục thân cùng một nhóm dị ma ngạnh kháng. Bất quá ở ngoài thân thể hắn, xu thế tiêu tán lấy một tia hắc sắc vũ khí, đây là cực kỳ tinh thuần ma khí. Quỷ dị là, khi hắn tới gần thôn thần thi ma lúc, tất cả thôn thần thi ma toàn bộ đều tan ra bốn phía, tựa như phát ra từ trong xương cốt e ngại Tiêu Phàm một dạng. Một màn này, Tiêu Phàm ngược lại là không ngoài ý, trước đó gặp gỡ Vũ Văn Tiên thời điểm, hắn liền có thể đủ điều khiển những cái kia dị ma, những cái này thần vương cảnh đỉnh phong thôn thần thi ma, mặc dù còn chưa đến điều khiển cấp độ, nhưng để bọn hắn e ngại, vẫn là rất đơn giản. Đây cũng là Tiêu Phàm tại sao thì ra tin một mình giết chết hoàng kim chiến giáp nam tử nguyên nhân một trong, nếu là cùng một nhóm thần vương cảnh đỉnh phong thôn thần thi ma chiến đấu, lấy Tiêu Phàm thực lực, vẫn còn có chút không đủ. Tiểu vương bát đản, ta muốn ngươi chết, máu me khắp người, người bị trọng thương hoàng kim chiến giáp nam tử nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, càng là lên cơn giận dữ, như một đầu như dã thú phóng tới Tiêu Phàm. Nếu là ngươi đỉnh phong thời kỳ, còn có mấy phần hy vọng, về phần hiện tại, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Giờ phút này hoàng kim chiến giáp nam tử người bị trọng thương, luận võ cuồng đao đều muốn yếu đi không ít, chỗ nào vẫn là hắn đối thủ. Huống chi Tiêu Phàm cũng đã đột phá đến thần vương cảnh trung kỳ, thực lực cũng xa không phải vừa mới có thể so sánh. Thời không chấn động, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, tay phải vung lên, bốn phía không gian tức khắc bắt đầu run rẩy dữ dội lên, hoàng kim chiến giáp nam tử ngay cả đứng đều đứng không vững, thân thể càng là nhận một cỗ mãnh liệt đè ép lực lượng. Đừng nói hoàn thủ, liền là tự vệ đều rất không có khả năng. Mà lúc này, Tiêu Phàm cũng đã đi tới hắn phụ cận. Tu La kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay hắn, phốc phốc một tiếng, một kiếm đâm vào hoàng kim chiến giáp nam tử thần lực hải. Ngươi, hoàng kim chiến giáp nam tử trong mắt lộ ra hoảng sợ, muốn thôi động nội thiên địa lực lượng ra sức đánh cược một lần. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại làm sao có thể cho hắn cơ hội đây? Chỉ thấy ở trong tay hắn Tu La kiếm khẽ run lên, hư không lại là run động một cái, hoàng kim chiến giáp nam tử nhục thân trực tiếp nổ tung. Hóa thành đầy trời mưa máu huy sái ở hư không, thần hồn câu diệt. Các ngươi không nên dây vào ta,
Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra mấy chữ, trong con ngươi lập lòe lãnh quang. Bách sát tháp 93 tầng nhập khẩu cách đó không xa, một phiến hoang vu sơn mạch, ma khiếu rung trời, từng đạo huyết sắc kiếm quang trùng thiên mà lên, khắc nghiệt tứ phương, cuồng bạo đến cực điểm. Chỉ thấy từng tôn dị ma bay ngược mà ra, giống như đạn pháo một dạng hung hăng nện ở từng tòa sơn phong, bốn phía bụi đất tràn ngập, che khuất bầu trời. Chân trời, một đạo hắc bào thân ảnh đứng lơ lửng trên không, hắn quanh thân trán phóng kim sắc quang mang, trong tay tử huyết sắc trường kiếm lập lòe tà dị kiếm khí. Còn chưa đủ, hắc bào thân ảnh thần sắc lạnh lùng phun ra mấy chữ, trong mắt tóe bắn ra một vòng lợi mang. Hắc bào thân ảnh không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm. Mấy tháng thời gian, hắn một mực cùng thôn thần thi ma điên cuồng chiến đấu, lĩnh ngộ sát lục pháp tắc đệ tam trọng ảo diệu. Mỗi một lần hắn đều cảm giác mình sắp lĩnh ngộ sát lục pháp tắc đệ tam trọng ảo diệu, nhưng mà, luôn cảm giác thiếu thốn một điểm cái gì. Sát lục pháp tắc đệ nhất trọng ảo diệu vì tử vong tự khúc, đây chẳng qua là giết chóc trước đó, mà đệ nhị trọng ảo diệu vong linh ai ca, thì là thổi lên giết chóc kèn lệnh, kia đệ tam trọng, lại hẳn là cái gì đâu. Tiêu Phàm minh tư khổ tưởng. Mặc cho bốn phía thôn thần thi ma tới gần, Tiêu Phàm cũng không có cảm thấy được. Lúc này, đột nhiên mấy đầu thần vương cảnh đỉnh phong thôn thần thi ma hướng về hắn nghiền sát mà tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lão đại, cẩn thận, nơi xa, trốn ở trong độc vụ thí thần vội vàng kịp thời nhắc nhở. Nhưng mà, Tiêu Phàm tâm thần cũng đã mất phương hướng đồng dạng, căn bản không có nghe được thí thần nhắc nhở. Mắt thấy kia mấy tôn thôn thần thi ma sắp chém chúng Tiêu Phàm thời khắc, thí thần cũng đã không nhịn được xông tới, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, bất quá rất nhanh liền bị mấy tôn thôn thần thi ma cuốn lấy. Ha ha, ta rốt cục hiểu. Cũng liền ở lúc này, một đạo cuồng tiếu vang lên, lại là Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên trán phóng vô số huyết sắc kiếm khí, từng đạo khắc nghiệt thanh âm từ trên người hắn bắn ra. Phốc phốc. Kia mấy đầu tới gần hắn thôn thần thi ma bỗng bị kia huyết sắc kiếm khí cho xuyên thủng thân thể, cùng lúc đó, Tiêu Phàm biến mất ở nguyên chỗ, chạy ra khỏi mấy tôn thôn thần thi ma vòng vây. Hống hống, ngay sau đó, mấy tôn thôn thần thi ma ngửa mặt lên trời gầm thét, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Những cái này thôn thần thi ma thực lực dị thường cường đại, nhất là bọn chúng quỷ dị năng lực, thần lực và pháp tắc chi lực vậy mà đều đối bọn nó vô hiệu. Nếu như đổi biểu thị nhân tộc tu sĩ, vừa mới Tiêu Phàm bộc phát huyết sắc kiếm khí, có lẽ cũng đã đủ để làm thịt giết bọn hắn. Đây chính là tử vong tự khúc ảo diệu đệ tam trọng sao. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng ý cười, cũng không có tiếp tục cùng một đám thôn thần thi ma giao phong, mà là về tới độc vụ khu vực. Hắn nội tâm lại là trầm ngâm, nếu như đem ta lĩnh ngộ sát lục pháp tắc ảo diệu so sánh một bài từ khúc, vong linh nhạc dạo là khúc nhạc dạo. Vong linh ai ca là quá độ, vậy kế tiếp, liền là đệ tam trọng thì là cao trào, chân chính sát lục chi khúc. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, Tiêu Phàm trong đầu sáng tỏ thông suốt, quanh thân hiện lên từng đạo quỷ dị huyết sắc kiếm khí, liền hư không cùng đầy trời khí độc đều bị hắn quấy đến vỡ nát. Đệ tam trọng sát lục pháp tắc ảo diệu, dĩ nhiên bỏ ra ta gần nửa năm thời gian. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, mặc dù bỏ ra thời gian nửa năm. Nhưng đối với hắn tới nói, đây là đáng giá. Ở hắn thể nội, sát lục pháp tắc không ngừng cọ rửa thân thể, đây là Tiêu Phàm đặc thù luyện thể phương thức. Đi qua pháp tắc chi lực rèn luyện, hắn bây giờ nhục thân, không nói đại đế cảnh phía dưới vô địch, đoán chừng cũng không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm ba canh giờ, Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh trở lại, mặc dù sát lục pháp tắc lĩnh ngộ được đệ tam trọng ảo diệu. Nhưng hắn cũng không có dự định đột phá thần vương cảnh hậu kỳ. Mà là chuẩn bị cùng cái khác ba loại pháp tắc ảo diệu đồng thời lĩnh ngộ loại thứ ba ảo diệu, hoặc là đột phá đến đệ tam trọng, hắn mới có thể nhất cử đột phá thần vương cảnh hậu kỳ. Cơ sở, tự nhiên là càng vững chắc càng tốt, Tiêu Phàm cũng không phải đặc biệt lo lắng. Cảm thụ một cái tự thân lực lượng, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lấy hắn bây giờ thực lực. Dù là gặp gỡ thần vương cảnh đỉnh phong bên trong cường giả, hắn cũng có sức tự vệ. Hiện tại, hắn cũng đã không kịp chờ đợi tiến vào 93 tầng, cùng bách sát bảng càng cường đại thiên tài giao phong. Lĩnh ngộ sát lục pháp tắc đệ tam trọng pháp tắc ảo diệu, hao tốn hắn thời gian nửa năm, bây giờ cự ly bách sát tháp biến mất thời gian cũng càng ngày càng gần. Lão đại, người không sao chứ?
Thí thần đi tới Tiêu Phàm trước mặt, lo lắng hỏi. Không có việc gì, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hít sâu một cái nói, thí thần, ta chuẩn bị tiến vào tầng tiếp theo, người có hay không vấn đề? Tùy thời đều có thể, điểm ấy độc, còn không làm gì được ta. Thí thần tự tin cười nói. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, người so với người thực sự là tức chết người, thí thần thực lực, quét ngang bách sát chiến trường top 100 tầng, đoán chừng đều không có quá nhiều vấn đề. Mà hắn, đồng dạng hấp thu thái sơ thần ma dịch ma tính tinh hoa, còn phải một bước đi. Tiêu huynh, bảo trọng, Diệp Khuynh Thành nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi, cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Ngươi cũng cẩn thận, Tiêu Phàm gật gật đầu, mặc dù đã từng hắn không đem Diệp Khuynh Thành xem như bằng hữu, nhưng là hiện tại, Diệp Khuynh Thành cũng coi như là thành công thu được Tiêu Phàm hữu nghị. Cái này phong tử tên điên cuối cùng đã đi. Những người khác nhìn thấy Tiêu Phàm cùng thí thần rời đi, trong lòng đại thạch cũng rốt cục để xuống, kém chút hôi tay múa chân. Những ngày qua, bọn họ một mực đợi ở độc vụ khu vực, cũng đã nhanh không chịu nổi, mỗi người sắc mặt đều có chút biến thành màu đen. Nếu như Tiêu Phàm tiếp tục ngây ngốc, bọn họ không phải là bị thôn thần thi ma giết chết, liền là sẽ bị độc vụ hạ độc chết. Đáng tiếc, Tiêu Phàm là nghe không đến bọn họ thanh âm, hắn và thí thần hai người cũng đã tiến nhập thông hướng 93 tầng thông đạo. Đồng dạng 10 phần u sâm, khí độc quay cuồng, Tiêu Phàm thi triển thời không chấn động cùng sinh tử luân hồi ảo diệu, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở. Xứng đáng là thần thú trên bảng xếp hạng thần thú, mặc dù chỉ là bài danh thứ 600 cái 83 tên, nhưng này khí độc, đoán chừng đại đế đều không có khả năng thời gian dài kiên trì. Tiêu Phàm âm thầm thở dài một hơi. Chi chi đột nhiên, một trận cho người hoảng hốt thanh âm vang lên, tựa như có cái gì đồ vật ở mặt đất bò sát đồng dạng, dọa đến Tiêu Phàm cùng thí thần hai người toàn thân hiện nổi da gà lên. Con mẹ nó, tất cả đều là bọ cạp, thí thần trực tiếp tuôn ra nói tục, hắn cũng không phải e ngại những cái này bọ cạp, chỉ là rất không quen bọn họ ngoại hình mà thôi. Độc hoàng ma hạt, Tiêu Phàm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, híp hai mắt nhìn xem phía trước nói, tiền bối. Như thế nào mới xem như thông qua cửa này khảo nghiệm. Sống sót rời đi thông đạo, một đạo hùng hậu mà lại hơi có vẻ khàn khàn thanh âm vang lên, giọng nói cực kỳ băng lãnh. Thoại âm rơi xuống, đầy trời ngón tay lớn nhỏ bọ cạp phô thiên cái địa hướng về Tiêu Phàm cùng thí thần nghiền sát mà tới, toàn bộ thông đạo mỗi một tấc không gian đều là. Chỉ là sống sót rời đi sao? Tiêu Phàm thâm thúy con ngươi, tựa như xem thấu vô số độc hoàng ma hạt. Thấy được một đầu to lớn bọ cạp phủ phục ở cửa động. Một khắc sau, Tiêu Phàm mở ra hai tay, nhe răng cười nói, vậy ta liền không khách khí. Thời không chấn động, một tiếng quát nhẹ từ Tiêu Phàm trong miệng thốt ra, ngay sau đó, bốn phía không gian bỗng run lẩy bẩy, vô số độc hoàng ma hạt toàn bộ đều nổ tung, hóa thành vô số khí độc dung nhập hư không. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong lúc hô hấp liền xuất hiện ở thông đạo cửa ra, ở trước mặt hắn. Đứng đấy một đầu 10 trượng lớn nhỏ tử hắc sắc bọ cạp. Bọ cạp quanh thân bốc lên quỷ dị vũ khí, cực kỳ khiếp người, một đôi tử sắc yêu dị con ngươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Gần như đồng thời, thí thần cũng xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Đa tạ, Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay nói. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm cùng thí thần liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà lúc này, một đầu sắc bén móng vuốt hoành không quét tới. Giống như một chuôi tuyệt thế cuồng đao, kình phong gào thét. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện, vô tận chiến huyết sôi trào, trực tiếp một kiếm nghênh đón. Bang một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm Tu La kiếm cùng ma hạt móng vuốt đụng vào nhau, dĩ nhiên phát ra từng đợt kim loại ma sát thanh âm, hư không đốm lửa bắn tứ tung. Tiền bối, người nghĩ nuốt lời hay sao? Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn cũng đã dựa theo độc hoàng ma hạt yêu cầu. Sống sót rời đi thông đạo, xem như thông qua được khảo nghiệm. Nhưng hiện tại, độc hoàng ma hạt dĩ nhiên lật lọng, này khiến Tiêu Phàm như thế nào có sắc mặt tốt. Hừ, người chỉ bất quá đầu cơ trục lợi mà thôi. Độc hoàng ma hạt khàn khàn nói, cửa này quy củ, do ta đến định, ta hiện tại cải biến chú ý. Có đúng không? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cười lạnh một tiếng, nói tất nhiên như thế, ta hiện tại cũng cải biến chú ý. Dứt lời. Tiêu Phàm trên người bỗng bộc phát ra càng khủng bố hơn khí thế, hư không bắt đầu nhao nhao vỡ nát, loạn lưu bắn ra bốn phía. Đồng thời,
Tu La kiếm bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói quang mang, một kiếm nổi giận chém mà ra. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Độc Hoàng Ma Hạt cười lạnh nói, móng vuốt trực tiếp nghênh đón, chặn lại Tu La kiếm. Không thể không nói, Độc Hoàng Ma Hạt nhục thân rất cường hãn, dĩ nhiên có thể trực tiếp cùng Tiêu Phàm Tu La kiếm đối cứng. Lão đại, ta giết hắn. Thí thần hầm hầm giận dữ, sát khí sôi trào, thần vương cảnh đỉnh phong khí thế không chút nào giữ lại nở rộ mà ra. Đường đường Tu La tử, sẽ không còn muốn mượn nhờ kẻ khác lực lượng a. Độc Hoàng Ma Hạt giễu cợt nói. Thí thần, ta tới là được. Tiêu Phàm biết rõ Độc Hoàng Ma Hạt là ở khích tướng bản thân, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì e ngại, chuẩn bị độc chiến Độc Hoàng Ma Hạt. Thí thần sắc mặt hơi hơi trầm xuống, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, lách mình xuất hiện ở một bên. Hắn biết rõ Tiêu Phàm làm người, tất nhiên Tiêu Phàm dám đơn đấu Độc Hoàng Ma Hạt, khẳng định có hắn tự tin và nắm chắc. Có ý tứ, ta cũng phải nhìn xem, người dùng cái gì cùng ta đấu. Độc Hoàng Ma Hạt cười lạnh nói. Hô hô, đột nhiên, từng đạo nhỏ bé thân ảnh lăng không xuất hiện, hóa thành từng đạo lợi mang hướng về Tiêu Phàm gào thét mà tới. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, những cái kia thân ảnh, dĩ nhiên toàn bộ đều là độc hạt, yếu nhất đều là thần vương cảnh, đến hàng vạn mà tính độc hạt, đừng nói thần vương cảnh, liền là đại đế tiền kỳ, đoán chừng cũng phải sợ hãi. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có bất luận cái gì e ngại. Tu La kiếm liên tục chảm ra mấy đạo kiếm mang, hàm chứa thời không chấn động lực lượng, phàm là tới gần hắn độc hạt, nhao nhao bạo tán mà ra. Không gì hơn cái này, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Có đúng không, Độc Hoàng Ma Hạt đồng dạng khinh thường, một khắc sau, những cái kia chấn vỡ độc hạt, dĩ nhiên lần nữa sống lại, hơn nữa số lượng không giảm mảy may. Tiêu Phàm trong con người cũng lộ ra ngưng trọng. Độc hạt giết không chết có thể cũng không phải là đồng dạng phiền toái, một khi bao vây mà lên, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Pháp tắc lĩnh vực, Tiêu Phàm hít sâu một cái, nháy mắt lấy lại tinh thần. Ngược lại là có chút kiến thức, không sợ nói cho ngươi, ta pháp tắc lĩnh vực bên trong, tất cả độc hạt đều giết không chết, ngươi liền trở lấy bị mài chết a. Độc Hoàng Ma Hạt ngửa mặt lên trời cười to nói. Chỉ cần giết ngươi, lĩnh vực chi lực lại có gì dùng. Tiêu Phàm sát khí bừng bừng nói. Đối mặt vô số độc hạt, hắn không lùi mà tiến tới, cực tốc hướng về Độc Hoàng Ma Hạt kích xạ mà đi, bất quá, đầy trời độc hạt lại không cho hắn cơ hội, từ tứ phía bát phương xông tới. Thời không chấn động, Tiêu Phàm lần nữa thi triển đệ nhị trọng thời không pháp tắc ảo diệu, vô số độc hạt nổ tung. Đáng tiếc, còn không chờ hắn đi ra mấy bước, vô số độc hạt lần nữa phục sinh, ngăn cản Tiêu Phàm đường đi. Ta nói vô dụng, ngươi liền chờ lấy chết đi. Độc Hoàng Ma Hạt cười lạnh nói, khàn khàn thanh âm mười phần làm người ta sợ hãi, cho người có chút hốt hoảng. Tiêu Phàm sắc mặt khó coi đến cực điểm, cũng may những cái này độc hạt phát ra khí tức mặc dù là thần vương cảnh, nhưng lực công kích lại không coi là chân chính là thần vương cảnh cường giả. Bởi vì bọn chúng cũng không có nắm giữ pháp tắc chi lực, chỉ có lực lượng đạt đến thần vương cảnh tầng thứ. Lại đến. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, một thoáng thời gian, trên người hắn khí tức bỗng nhiên phát sinh biến hóa, cuồn cuộn huyết sắc kiếm khí từ trên người hắn bộc phát mà ra. Lấy hắn làm trung tâm, huyết sắc sát phạt kiếm khí khuấy động, lại đem bốn phía hắc sắc vũ khí đều cho chấn vỡ. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng dường như biến thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, chán phóng không thể địch nổi sát phạt chi ý, cho người tim mật phát lạnh. Thật đáng sợ sát lục pháp tắc. Dĩ nhiên ẩn ẩn hàm chứa lĩnh vực chi lực, Độc Hoàng Ma Hạt trong lòng kinh ngạc không thôi, không hổ là Tu La tử, nha, lão tử bị bọn họ hại chết. Tiêu Phàm tự nhiên không biết Độc Hoàng Ma Hạt trong lòng ý nghĩ, hắn chỉ biết là Độc Hoàng Ma Hạt muốn ngăn cản hắn, hắn tự nhiên muốn toàn lực ứng phó đánh bại Độc Hoàng Ma Hạt. Muốn đánh bại Độc Hoàng Ma Hạt, đầu tiên muốn làm liền là phá vỡ nó pháp tắc lĩnh vực. Sát lục thiên âm, lúc này, Tiêu Phàm một tiếng quát to. Ngàn vạn huyết sắc kiếm khí bỗng nhiên bộc phát ra lăng lệ khí thế, hư không ẩn ẩn còn lộ ra một loại quỷ dị thanh âm, cực kỳ chói tai. Một khắc sau, chu vi mấy chục dặm phạm vi bên trong, tất cả độc hạt cùng độc vụ toàn bộ đều băng tán mà ra. Quỷ dị là, ở nơi này một kiếm phía dưới, độc vụ tán mà không ngưng, độc hạt cũng không có tiếp tục phục sinh.
Tiêu Phàm cũng bị bản thân một kích này uy lực cho khiếp sợ đến, đây là hắn vừa mới lĩnh ngộ sát lục pháp tắc đệ tam trọng ảo diệu sát lục thiên âm, có thể không nghĩ đến, thật phá vỡ độc hoàng ma hạt lĩnh vực lực lượng. Hiện tại tới phiên ngươi, Tiêu Phàm rất nhanh từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, một kiếm khóa chặt độc hoàng ma hạt. Thời không pháp tắc lực lượng thi triển, Tiêu Phàm thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở độc hoàng ma hạt trước người, đồng thời vô tận chiến huyết sôi trào, thần lực khuấy động, cơ hồ điều động tất cả thần lực, một kích chém giết mà ra. Sinh tử luân hồi, một tiếng hét lớn, đầy trời màu xám kiếm khí gào thét mà ra, mang theo một cỗ hủy diệt tính khí tức, nhưng đối diện độc hoàng ma hạt con người đều khẽ run lên. Nhưng mà, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, Tiêu Phàm tiếp tục chảm ra một kiếm. Dường như không đánh bại độc hoàng ma hạt thề không bỏ qua một dạng. Sát lục thiên âm, lại là sát lục pháp tắc lực lượng nở rộ, đáng sợ âm sát công kích tập trung vào độc hoàng ma hạt, huyết sắc kiếm khí điên cuồng mà rảo sát lấy, độc hoàng ma hạt đều cảm giác có chút phát lạnh. Không đánh, không đánh, độc hoàng ma hạt chu lên một tiếng, to lớn móng vuốt phũ động, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Độc hoàng ma hạt bất thình lình biến hóa, nhưng Tiêu Phàm hơi sững sờ. Bất quá hắn cũng không có dừng tay, hai đạo công kích hung hăng chém ở độc hoàng ma hạt trên người. Bang bang, một trận kim loại va chạm vang lên, hư không đốm lửa bắn tứ tung, độc hoàng ma hạt phát ra từng đợt kêu rên thanh âm, trong miệng giận mắng không thôi. Ngươi không phải muốn đánh sao? Liền nhận túng, Tiêu Phàm nhìn thấy độc hoàng ma hạt không có tiếp tục xuất thủ dục vọng, cũng đã ngừng lại thân hình, khó chịu hỏi. Mặc dù vừa mới thời gian ngắn áp chế độc hoàng ma hạt, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, độc hoàng ma hạt nếu là liều mạng, bản thân đoán chừng cũng phải bại lộ ra toàn bộ lá bài tẩy. Dù sao, vừa mới công kích, cơ hồ đã là hắn ở điều động pháp tắc chi lực chiến đấu là điều kiện tiên quyết phía dưới toàn bộ thực lực. Nếu như này cũng không cách nào đánh bại độc hoàng ma hạt mà nói, Tiêu Phàm khả năng liền chỉ có thể điều động tu la ma ảnh lực lượng chiến đấu. Nếu như điều động tu la ma ảnh, Tiêu Phàm ngược lại là có đầy đủ tự tin đánh bại độc hoàng ma hạt, nhưng hắn còn không nghĩ bại lộ bản thân chân chính át chủ bài. Ba thần, Tinh Vân, Thạch Hoàng, các ngươi đều cút ra đây cho ta. Độc hoàng ma hạt không có để ý tới Tiêu Phàm, ngược lại hướng về hư không phẫn nộ quát. Tiêu Phàm nhíu mày, không biết độc hoàng ma hạt phát điên vì cái gì. Nhưng mà một khắc sau, nhưng Tiêu Phàm mắt trợn tròn là, hư không đột nhiên xuất hiện năm đạo thân ảnh. Trong đó ba đạo bóng người phát ra khí tức hắn còn hết sức quen thuộc, lại là ba thần, Tinh Vân Minh Điệp cùng Dung Nham Thạch Hoàng. Mặt khác hai đạo thân ảnh, thì là một cái hắc giáp nam tử trung niên cùng một cái kim giáp gầy gò nam tử, hai người trên người đều phát ra một loại cuồng bá chi khí. Bọ cạp, ta liền nói ngươi cản không được hắn, ngươi không tin. Ba thần hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi gật đầu, sau đó cười to nói. Hiện tại ngươi không lời nào để nói đi. Dung Nham Thạch Hoàng thanh âm giống như hồng trung, cực kỳ hồng lượng. Một cái khác nữ tử, hắc giáp nam tử trung niên cùng kim giáp nam tử lại là trầm mặc không nói, nữ tử nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có chút khó chịu, hắc giáp nam tử trung niên cùng kim giáp nam tử trong mắt lại là suy tính ý. Tiêu Phàm nơi nào còn không minh bạch, độc hoàng ma hạt cùng hắn giao thủ, không phải là muốn giết hắn, mà là ba thần bọn họ ép buộc mà thôi. Ba thần tiền bối. Các người đây là ý gì? Tiêu Phàm cũng buông lỏng xuống, những người này rõ ràng không phải tới giết hắn. Nếu như ba thần muốn giết hắn, lúc trước hắn đang bế quan thời điểm, ba thần liền có thể xuất thủ, không tất yếu đợi đến hiện tại. Chúng ta chỉ là muốn thử xem thế hệ này tu la tử thực lực như thế nào mà thôi. Ba thần nói ra, nhìn về phía Tiêu Phàm con người thần sắc có chút phức tạp, hiện tại, người thông qua chúng ta khảo nghiệm, có thể trực tiếp tiến về 95 tầng. Sư tử, kiến hôi, các ngươi nói sao? Sư tử, kiến hôi, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem kia hắc giáp cùng kim giáp nam tử, luôn cảm giác hai người này trên người phát ra một cỗ cực kỳ khiếp người khí tức, nhưng hắn cảm giác có chút nồng đậm bất an. Dựa theo ba thần đối độc hoàng ma hạt xưng hô đến xem, hai người này bản thể đoán chừng theo thứ tự là sư tử cùng kiến hôi loại thần thú, hơn nữa bài danh còn ở độc hoàng ma hạt trước đó. Liệt Thiên Thần nghĩ. Minh Hỏa Long Giáp Sư, Tiêu Phàm trong mắt chán phóng một vòng tinh quang, trong lòng có chút không bình tĩnh. Vô luận là Liệt Thiên Thần nghĩ vẫn là Minh Hỏa Long Giáp Sư, có thể đều là thần thú bảng xếp hạng phía trên gần phía trước thần thú A,
trưởng thành đến đỉnh phong, làm sao cũng là đại đế cấp bậc tồn tại. Hơn nữa hắn nghe ba thần nói qua, bọn họ chỉ là ở trong Bách Sát Tháp trấn áp lấy mà thôi, nếu là rời đi Bách Sát Tháp, thế nhưng là có thể khôi phục đại đế cảnh. Được rồi, bọ cạp đều không phải đối thủ, ta cũng chưa hẳn có thể thắng hắn, coi như thắng cũng thắng mà không võ. Sau nửa ngày, Hắc Giáp nam tử rốt cục mở miệng, thở dài một hơi nói. Thoại âm rơi xuống, đám người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào kim giáp gầy gò nam tử trên người, kim giáp gầy gò nam tử nửa ngày không nói, bất quá con ngươi lại là chưa từng rời đi Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu một dạng. Ta có thể không làm khó ngươi, nhưng ngươi phải cho chúng ta một cái cam kết. Kim giáp gầy gò nam tử đột nhiên ngưng tiếng nói. Cam kết gì? Tiêu Phàm trên người không hề bận tâm nói, chỉ cần sáu người này không liên thủ, hắn cũng không e ngại. Kim giáp nam tử ngừng một chút nói, ngươi nếu là có thể lấy được sát lục huyết tháp tán thành, đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Đám người nghe vậy, ánh mắt cũng là hơi hơi sáng lên, chờ mong nhìn xem Tiêu Phàm, chờ đợi Tiêu Phàm trả lời. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng là nhanh chóng suy nghĩ lên, từ những người này mục quang bên trong, hắn cũng đại khái có thể đoán được kim giáp nam tử trong miệng cái gọi là điều kiện là cái gì. Chỉ là nếu như đáp ứng bọn họ mà nói, đối bản thân mà nói, thế nhưng là tổn thất cực kỳ lớn a. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm đành phải giả bộ như cái gì đều không biết rõ, nói, điều kiện gì. Ân, kim giáp nam tử lông mày nhíu lại, trên người bỗng bộc phát ra mãnh liệt khí thế, phô thiên cái địa bao phủ Tiêu Phàm mà đi. Tiền bối, ngươi ngay cả điều kiện đều không nói, ta làm sao biết rõ ngươi muốn điều kiện gì. Tổng không thể để cho ta đi chết, ta cũng bị đáp ứng a. Tiêu Phàm nhíu mày, này kim giáp nam tử thật đúng là không phải bình thường mạnh thế, này khiến hắn có chút khó chịu. Kim giáp nam tử như thế nào không biết Tiêu Phàm là đang trang ngốc giả ngốc, Tiêu Phàm thái độ này, rõ ràng là không muốn đáp ứng hắn điều kiện a. Tiểu tử, ngươi đừng giả bộ như không biết. Kim giáp nam tử hừ lạnh một tiếng, nếu là chiếm được sát lục huyết tháp tán thành, để cho chúng ta rời đi, đây chính là ta điều kiện. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng sững sờ, quả nhiên như bản thân trong lòng suy nghĩ như vậy, bất quá mặt ngoài hắn xác thực duy trì bình tĩnh, nhún nhún vai nói tiền bối, vậy ngươi vẫn là làm khó một cái ta đi. Tiền bối, vậy ngươi vẫn là làm khó một cái ta đi. Tiêu Phàm lời nói mười phần bình tĩnh, nhưng nghe ở ba thần đám người trong tai, lại là để bọn hắn kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm dĩ nhiên cự tuyệt đáp ứng bọn họ. Cự tuyệt cũng liền bình thường. Dĩ nhiên còn dám gây hấn kim giáp nam tử, gia hỏa này chẳng lẽ là tìm chết sao? Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Kim giáp nam tử hầm hầm giận dữ nói, thiếu chút nữa thì nhìn không được động thủ. Ta nói, ta không muốn đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi có thể nghe rõ ràng. Tiêu Phàm sắc mặt cũng bỗng lạnh lẽo, cơ hồ từng chữ nói. Những cái này thế nhưng là đại đế cảnh a, nếu như lấy được sát lục huyết tháp tán thành. Tiêu Phàm liền có thể khống chế bọn họ, đây chính là một cỗ đáng sợ lực lượng, Tiêu Phàm lại làm sao có thể cam lòng để bọn hắn rời đi đây. Kim giáp nam tử nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, nhè răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, đôi mắt bên trong sát quang lấp lóe. Nếu là không sao, vậy ta liền cáo từ. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, quay người liền chuẩn bị rời đi. Hắn rất khó chịu kim giáp nam tử kia cao cao tại thượng bộ dáng, trong lòng âm thầm thề. Nếu là có thể lấy được Bách Sát Tháp tán thành, nhất định muốn hảo hảo chỉnh một cái gia hỏa này. Mới vừa đi ra một bước, Tiêu Phàm lại xoay người nói, tiền bối, ngươi chính là trở về trấn thủ cửa ải a, bằng không ta thông qua được, các ngươi còn nói không tính toán gì hết. Tiểu tử, ngươi thật như vậy tự tin, có thể thông qua ta khảo nghiệm. Kim giáp nam tử âm thanh lạnh lùng nói, ngữ khí bên trong đều là uy hiếp ý. Không phải đã có người đã tới 95 tầng sao? Kẻ khác có thể thông qua, ta tự nhiên cũng có thể. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, quay người thời khắc, hắn lại cười mị mị nhìn xem kim giáp nam tử nói, đúng rồi, xin khuyên tiền bối một câu, cũng đừng chơi quá mức, đừng đến lúc đó rời lên thạch đầu đập chân mình. Tiêu Phàm lưu lại một câu, đầu cũng không hồi rời đi, đối với kim giáp nam tử uy hiếp, Tiêu Phàm căn bản không đặt ở trong lòng. Kim giáp nam tử hơn phân nửa là 95 quan thủ quan thần thú. Bất quá nếu như đã có người thông qua được nó khảo hạch, Tiêu Phàm tự tin, mình cũng có thể thông qua cửa này, mà không phải cần bọn họ cho mình nhường đi.
Cứ như vậy, Tiêu Phàm cũng liền không cần đáp ứng điều kiện bọn họ. Nếu là bản thân không thể thông qua tầng thứ 100 khảo nghiệm cũng liền bình thường, nếu là có thể thông qua, Tiêu Phàm há lại sẽ kiêng kỵ bọn họ. Tiêu Phàm âm thầm suy đoán, chỉ cần lấy được Bách Sát Tháp tán thành, 89 phần 10 có thể trói buộc chặt bọn họ. Tiêu Phàm cứ như vậy biến mất ở đám người trong tầm mắt, kim giáp nam tử khí toàn thân run rẩy không thôi, trong mắt sát quang phù hiện, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thế hệ này tu la tử thật đúng là phách lối, sư tử, người ta trước mặt tiếp xuống hai ải, không muốn cho hắn thông qua cơ hội. Kim giáp nam tử mặc dù từ bỏ giết chết Tiêu Phàm, nhưng trong lòng ngụm kia nộ khí vẫn như cũ khó có thể phát tiết. Ngươi tới thật, hắc giáp nam tử nhíu mày một cái nói. Chẳng lẽ ta còn cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Kim giáp nam tử vô cùng khó chịu, nói, nếu như có thể, ta không để ý giết hắn. Kiến hôi, đừng đùa quá lớn, hắn thế nhưng là thế hệ này tu la tử. Độc hoàng ma hạt vội vàng mở miệng nói, trong mắt có nồng đậm kiêng dè. Hừ, kim giáp nam tử vẫn như cũ cực kỳ phẫn nộ, coi như hắn là tu la tử lại như thế nào. Một cái nho nhỏ thần vương cảnh mà thôi, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, ta ngáp một cái cũng có thể diệt hắn. Cũng khó trách kim giáp nam tử như thế phẫn nộ, bọn họ có thể đều là thần thú bảng xếp hạng phía trên thần thú, bình thường không sợ trời không sợ đất, chưa từng bị một cái thần vương cảnh tu sĩ như thế vũ nhục qua. Nhất là Tiêu Phàm trước khi rời đi lưu lại câu nói kia, càng làm cho kim giáp nam tử phẫn nộ đến cực điểm. Ta đánh cược, các ngươi coi như muốn giết hắn. Cũng khẳng định làm không đến. Ba thần đột nhiên cười nhạt một cái nói, một bộ cao thâm mà chắc bộ dáng. Một cái thần vương cảnh trung kỳ mà thôi, giết hắn lại có gì khó. Kim giáp nam tử cực kỳ khinh thường, hắn mặc dù bị áp chế ở thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng há lại một cái thần vương cảnh trung kỳ có thể địch. Bởi vì hắn là thế hệ này tu la tử, ba thần cơ hồ từng chữ nói ra, các ngươi có từng nghe nói qua. Lịch đại tu la tử có ai ở thần vương cảnh liền chết hiểu. Đám người một trận trầm mặc, trong lòng lại là công nhận ba thần lời nói, coi như Tiêu Phàm chỉ là thần vương cảnh trung kỳ lại như thế nào, tu la tử ba chữ này, liền đủ để chứng minh Tiêu Phàm cường đại. Các ngươi có hay không phát hiện, chủ nhân năm đó mặc dù không có cùng chúng ta nói quá nhiều, nhưng lại áp chế chúng ta tu vi, để cho chúng ta trấn thủ sát lục huyết tháp, là vì cái gì đâu? Ba thần lại mở miệng nói. Đám người thần sắc cứng lại, toàn bộ đều nhìn qua Tiêu Phàm rời đi phương hướng, trong đó duy nhất nữ tử Tinh Vân Minh Điệp nói, ngươi là nói, chủ nhân là để cho chúng ta ở đây chờ đợi hắn xuất hiện. Mặc dù Tinh Vân Minh Điệp có chút không tin, nhưng khi nàng trong đầu hiện ra nàng chủ nhân lời nói lúc, nàng lại không thể không tin. Chủ nhân năng lực các ngươi là biết rõ, hắn tính toán không bỏ sót, loại này khả năng rất lớn. Ba thần lại tiếp tục nói, nên... Chúng ta tốt nhất đừng đắc tội hắn. Ta hiện tại cũng đã đắc tội hắn, làm sao bây giờ? Kim giáp nam tử hít sâu một cái nói, ngữ khí bên trong mơ hồ có chút hối hận. Tiểu ba xà, đầu ngươi chuyển nhanh, nhưng có biện pháp gì? Dung nham thạch hoàng nhìn về phía ba thần nói. Ta cùng với tu la tử tiếp xúc qua một đoạn thời gian, hắn cùng với những cái khác tu la tử khác biệt, cũng không thị sát, ngược lại có chút bình dị gần gũi. Ba thần nghĩ nghĩ, nhìn về phía kim giáp nam tử nói, có lẽ muốn làm khó. Không đợi ba thần nói xong, kim giáp nam tử phất tay cắt ngang ba thần lời nói, nói, để cho ta cùng hắn xin lỗi. Tuyệt không có khả năng, ta không nói để ngươi cùng hắn xin lỗi. Ba thần lại là cười lắc lắc đầu, nói, kiến hôi, ngươi nếu như đã đi tới một tầng này, liền cùng sư tử cùng bỏ cặp hảo hảo uống một chén, mọi người cũng có chút thời gian chưa từng gặp mặt. Ngươi là nói. Để cho ta ở lại đây một tầng. Kim giáp nam tử ánh mắt sáng lên, nháy mắt hiểu ba thần ý tứ. Cái này biện pháp tốt, những người khác chăm miệng một lời. Ba thần gật gật đầu, cười cười nói, hắn nghĩ sấm quan, liền để hắn đi sông A, dù sao ngươi không ở, cũng liền sẽ không cùng hắn xung đột. Tốt, những ngày qua say mềm mới nghỉ. Kim giáp nam tử gật gật đầu, trên mặt rốt cục hiện ra một nụ cười. Tiểu ba xà, ngươi nói. Phía sau mấy tên kia, có thể hay không cùng hắn xung đột. Độc hoàng ma hạt đột nhiên ngưng tiếng nói. Mấy tên kia tự cao thanh cao, thích làm sao chúng ta cũng không quản được, bọn họ không cho tu la tử mặt mũi, chúng ta cho là được. Ba thần lại là lơ đễnh nói,
đối với hắn trong miệng mấy tên kia có loại nồng đậm kiêng kỵ cùng khó chịu ý. Đám người hít sâu một cái, không lại tiếp tục tìm tòi nghiên cứu những chuyện này, lách mình biến mất ở nguyên chỗ. Mà lúc này, Tiêu Phàm cùng Thí Thần hai người rời đi, hai người ở 93 tầng ngây người một hồi, nơi này dị ma thiếu đi rất nhiều, nhưng chỉnh thể thực lực lại cường đại không ít. Nhưng là, này còn không đủ để uy hiếp Tiêu Phàm cùng Thí Thần tính mệnh, chỉ có đối với hắn kinh nghiệm chiến đấu ma luyện rất có chỗ tốt. Chém giết hơn một tháng, Tiêu Phàm cùng Thí Thần lúc này mới tiến vào 94 tầng, để bọn hắn kinh ngạc là, lối vào dĩ nhiên không có thần thú thủ hộ. Lão đại, hẳn là những cái kia gia hỏa bị ngươi hù dọa. Thí Thần nhếch miệng cười nói. Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu, ba thần bọn họ có thể đều là đại đế cảnh, dù là ở trong bách sát tháp, cũng là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, lại làm sao có thể bị giật mình đây. Trầm tư chốc lát, Tiêu Phàm trên mặt rốt cục nổi lên một nụ cười. Lão đại ngươi cười cái gì? Thí Thần cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói, trên mặt đều là vẻ không hiểu. Không có gì, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, trong lòng của hắn cũng đã chiếm được một đáp án. Không chỉ này 94 tầng không có thần thú thủ quan, đoán chừng 95 tầng cũng vô cùng có khả năng không có thần thú trấn thủ. Bởi vì hắn biết rõ, đây là ba thần bọn họ đang cố ý nịnh nọt bản thân. Ở chính mình đủ khả năng phạm vi, nhưng hắn mau chóng thông qua phía trước cửa ải, cho hắn tiết kiệm đại lượng thời gian. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, Thí Thần đành phải bĩu môi, trong lòng lại là càng thêm nổi lên nghi ngờ. Hai người tiến vào 94 tầng không gian, tiếp tục cùng một đám thần thú quấn giết hai tháng sau thời gian, hai người lúc này mới tiến vào 95 tầng. Như Tiêu Phàm sở liệu, 95 tầng nhập khẩu cũng đồng dạng không có thần thú thủ hộ, này khiến Thí Thần như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, này sấm quan cũng quá dễ dàng a. Chỉ có Tiêu Phàm biết rõ. Hai tầng này chỉ là ba thần bọn họ nhường mà thôi, tiếp xuống mấy tầng, liền thật có độ khó, hơn nữa cũng không phải đồng dạng khó khăn. Phải biết, Hoàng Vô Lân cùng Chiến Hoàng Thiên đám người, cũng đều đang 95 tầng, hơn nữa cũng đã ngây người gần 2 năm thời gian. 95 tầng, rốt cục xem như vượt qua thê đội thứ nhất. Mấy tức sau đó, Tiêu Phàm cùng Thí Thần thông qua nhập khẩu, đi tới một phiến mới tinh không gian. 95 tầng không gian một chỗ nào đó địa vực, hỏa diễm trùng thiên, chân trời đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc, cho người ta một loại cực kỳ máu tanh và kiềm chế cảm giác. Xa xa nhìn lại, một phiến rộng lớn vô biên nham tương hải tọa lạc ở chân trời, hư không đan xen hừng hực hỏa diễm, một cỗ nóng dực khí lãng nhào về phía tứ phía bát phương. Chu vi vạn dặm, tất cỏ không sinh, không có chút nào sinh cơ. Ở nham tương hải trung ương, có một cái to lớn vòng xoáy bên trong đen kịt sâu thẳm, nhìn không rõ mảy may. Liếc mắt nhìn một cái, liền cho người ta một loại linh hồn phát run cảm giác, cho người tim đập nhanh vô cùng. Này hỏa diễm hải không phải địa phương khác, chính là 95 tầng không gian thông hướng 96 tầng nhập khẩu vị trí, kia nham tương hải bên trong hắc sắc vòng xoáy, liền là chân chính nhập khẩu. Lúc này, ở nham tương hải chung quanh vài tòa đỉnh núi, đang ngồi xếp bằng lần lượt từng bóng người, mỗi người đều đề phòng nhìn xem những người khác, thần sắc hờ hững. Đồng thời, dư quang thỉnh thoảng quét về phía nham tương hải bên trong hắc sắc vòng xoáy, đáy mắt chỗ sâu đều là nồng đậm kiêng dè. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra hai người, trong đó một cái là hắn đoạn thời gian trước ở 50 tầng gặp qua hắc bào mặt nạ nam. Mà một người khác, lại là một cái cao lớn khôi ngô tử bào thanh niên, một mặt quý khí, phát ra một cỗ ung hoa nhi lại coi thường thương sinh khí tức. Lại có người tiến vào, có ý tứ, lúc này, hắc bào mặt nạ nam đột nhiên lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, tựa như lộ ra tà tà tiếu dung một dạng. Những người khác nghe vậy, toàn bộ đều nhíu mày, lập tức tâm thần chìm vào bên hông quân công bài, lúc này toàn bộ đều tụ tập ở cùng một cái danh tự phía trên. Kiếm hồng trần, bách sát bảng đệ tam, có thể đạt tới cái này, nhìn đến. Cái này hạng ba ngược lại cũng có mấy phần năng lực. Hừ, chú định trở thành dưới kiếm vong hồn người mà thôi. Những người khác mấy người lạnh như băng phun ra một câu, trong mắt tràn đầy hờ hững, trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ xâm nhiên sát ý, nhưng càng nhiều vẫn là khinh thường. Thật sự là kiếm hồng trần cái tên này quá không xuất danh, mặc dù từ lúc mấy năm trước, Tiêu Phàm liền xông vào bách sát bảng top 10,
nhưng đại bộ phận người đều chỉ cho rằng Tiêu Phàm vận khí tốt mà thôi. Thẳng đến hiện tại, Tiêu Phàm đạt đến Bách Sát Tháp 95 tầng không gian, bọn họ lúc này mới chân chính coi trọng. Đương nhiên, trọng này coi cũng chính là nhớ kỹ kiếm hồng trần mấy chữ này mà thôi, cũng không có đem Tiêu Phàm xem như bọn họ đối thủ, ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Phàm còn không xứng trở thành bọn họ đối thủ. Chỉ có kia áo bào tím khôi ngô thanh niên, lại là đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng dị sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Đám người thoại âm vừa dứt, nơi xa một trận tiếng rít truyền đến, hai đạo thân ảnh nháy mắt tiến nhập đám người tầm mắt, lại là một cái hắc bào thanh niên, cùng một cái nón cỏ thiếu niên. Người tới tự nhiên không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm cùng Thí Thần, hai người cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem đám người, nhãn thần bên trong đều là vẻ đề phòng. Mạnh, đây là Tiêu Phàm đối những người này đệ nhất ấn tượng, xa xa không phải phía trước những người kia có thể so sánh. Bất quá, hắn con người rất nhanh liền rơi xuống trong đó một đạo thân ảnh phía trên, chính là kia áo bào tím khôi ngô thanh niên. Chiến Hoàng Thiên, Tiêu Phàm kinh ngạc kêu đi ra, trước đó hắn mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng chân chính nhìn thấy, trong lòng vẫn như cũ cực kỳ không bình tĩnh. Bách Sát bảng phía trên Chiến Hoàng Thiên. Dĩ nhiên thật sự là Chiến Hồn Đại Lục Chiến Hoàng Thiên, hơn nữa bây giờ Chiến Hoàng Thiên trên người khí tức, dĩ nhiên nhường hắn đều nhìn không thấu. Kiếm Hồng Trần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chiến Hoàng Thiên mỉm cười, cũng không có nói ra Tiêu Phàm tên. Kiếm Hồng Trần cái tên này, phàm là Chiến Hồn Đại Lục người, đều biết rõ đây là Tiêu Phàm tên giả. Nguyên lai là ngươi, hắc bào mặt nạ nam nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc. Cũng là hơi hơi kinh ngạc nói. Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ ngày đó hắc bào mặt nạ nam miểu sát Thương Lan đế vực đệ nhất nhân Thương Vân Lan một màn, người này thực lực sâu không lường được. Chiến Hoàng Thiên, người biết hắn, cũng liền ở lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lại là mấy chục giảm có hơn, một người mặc bạch sắc vân sam thanh niên mở miệng, ngữ khí bên trong đều là vẻ đăm chiêu. Nhưng mà... Chiến Hoàng Thiên lại là liền nhìn đều không nhìn bạch sắc vân sam thanh niên một cái, tựa như lười nhác cùng hắn nói chuyện một dạng. Này khiến bạch sắc vân sam thanh niên vô cùng khó chịu, có chút bất thiện ánh mắt quét về phía Tiêu Phàm, tựa như muốn đem phẫn nộ chuyển hướng Tiêu Phàm đồng dạng, tiểu tử, ngươi liền là Kiếm Hồng Trần. Còn chưa thỉnh giáo, Tiêu Phàm nhíu mày, này bạch sắc vân sam thanh niên kia ngạo nghễ không ai bì nổi thần sắc, khích động hắn thần kinh. Bất quá lời này nghe vào bạch sắc vân sam thanh niên trong tai, lại là cực kỳ chói tai, lạnh giọng nói, người ngay cả ta đều không quen biết. Làm sao, chẳng lẽ ta lão đại nhất định muốn nhận biết ngươi sao? Tiêu Phàm còn không có mở miệng, thí thần liền trực tiếp đỉnh trở về. Con nít chưa mọc lông, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Bạch sắc vân sam thanh niên nhíu mày, sát ý lạnh như băng nở rộ mà ra, xông thẳng thí thần mà đi. Lan. Thí thần cũng là liệt tính tình, chỗ nào dung được bạch sắc vân sam thanh niên vũ nhục, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Tự tìm cái chết, bạch sắc vân sam thanh niên hầm hầm giận dữ, bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay một chưởng liền hướng lấy thí thần đánh tới, một đạo hủy diệt tính chưởng cương từ thiên nộ oanh mà xuống, uy lực tuyệt luân. Một kích này, hắn không chỉ muốn giết chết thí thần, còn muốn liền Tiêu Phàm đều giết. Tiêu Phàm đáy mắt lạnh lẽo, không tránh không lùi. Một kiếm đập xuống, cuồn cuộn sát phạt pháp tắc chi lực nở rộ mà ra, thương khung đều dường như bị một kiếm này cắt thành hai nửa. Trường cương cùng kiếm khí đụng vào nhau, hủy diệt tính năng lượng ba động chấn động tứ phía bát phương, đáng sợ đến cực điểm. Những người khác hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như tại vì Tiêu Phàm đón lấy bạch sắc vân sam thanh niên một trường mà cảm thấy chấn kinh. Tiêu Phàm nội tâm cũng mười phần không bình tĩnh. Bạch sắc vân sam thanh niên nhìn như bình thản không có gì lạ một trường, lại là nắm giữ diệt sát bình thường thần vương cảnh đỉnh phong lực lượng. Hơn nữa, hắn phát ra khí tức, càng là cực kỳ khiếp người, ẩn ẩn ép tới gần thần vương cảnh đỉnh phong tu vi. Có chút ý tứ, bạch sắc vân sam thanh niên nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nói có thể tiếp được ta Hoang Vô Lân một kích, cũng đầy đủ chứng minh các ngươi thực lực, bất quá, các ngươi vẫn phải là chết. Thoại âm rơi xuống, bạch sắc vân sam thanh niên Hoang Vô Lân chậm rãi đứng lên, từng bước một hướng về Tiêu Phàm cùng thí thần đi tới, tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng chớp mắt liền đi tới Tiêu Phàm cùng thí thần cách đó không xa. Hoang Vô Lân,
Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn xem Bạch Sắc Vân Sam thanh niên, không nghĩ đến người này dĩ nhiên liền là Bách Sát bảng bài danh đệ nhất Hoang Vô Lân. Hiện tại rốt cục biết rõ ta là ai. Hoang Vô Lân nhếch miệng cười một tiếng, đều là vẻ kiêu ngạo. Nghe nói qua, cổ ngữ có nói, nghe danh không bằng gặp mặt. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói. Hoang Vô Lân trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm là đang đập hắn ngựa cái rắm đây, tức khắc nói ra, đáng tiếc, hiện tại biết rõ sợ hãi đã chậm. Người khả năng hiểu lầm ta ý tứ. Lúc này, Tiêu Phàm lại là đột nhiên nở nụ cười, ta ý tứ, gặp mặt còn không bằng nghe tiếng, ngươi, cũng bất quá như thế. Hoang Vô Lân nghe được Tiêu Phàm lời nói, rõ ràng sững sờ, trong lúc nhất thời không minh bạch Tiêu Phàm lời nói bên trong ý tứ. Xuy, nhưng mà lúc này, hắc bào mặt nạ nam lại là không kiêng nể gì cả cười ra, hoàn toàn không cho Hoang Vô Lân bất luận cái gì mặt mũi, cười nói, xác thực gặp mặt không bằng nổi tiếng. Hoang Vô Lân lên cơn giận dữ, hung hăng chừng hắc bào mặt nạ nam một cái, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Hắc bào mặt nạ nam nhìn thấy, trực tiếp lên tiến một bước, nói, làm sao, muốn động thủ hay sao? Vừa vặn ta cũng rất lâu không có buông lỏng gân cốt. Hoang Vô Lân nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng, cũng không có cùng hắc bào mặt nạ nam giao thủ dự định, tựa như có chút kiêng kỵ hắc bào mặt nạ nam thân phận một dạng. Này cũng làm cho Tiêu Phàm đối hắc bào mặt nạ nam thân phận càng thêm tò mò, Hoang Vô Lân thế nhưng là cổ cương đại gia tộc thiên tài A, hơn nữa còn là bách sát bảng hạng nhất, có thể hắc bào mặt nạ nam dĩ nhiên mảy may không đem hắn đặt ở trong lòng. Không có chút nào nghi vấn, hắc bào mặt nạ nam vô luận thực lực hay là thân phận, đoán chừng đều không thể so với Hoang Vô Lân yếu. Hoang Vô Lân trong lòng lửa giận không cách nào phát tiết, cuồn cuộn sát khí tức khắc khóa chặt Tiêu Phàm cùng thí thần, lạnh giọng nói, rất lâu không ai dám dạng này cùng ta nói chuyện, nhìn đến đã có người đem ta quên đi. Dứt lời, Hoang Vô Lân đưa tay lấy ra một thanh tử sắc trường kiếm cả người hiện lên tử sắc, phía trên tựa như từ vô số nhỏ bé lân phiến tổ thành, cực kỳ tinh xảo. Nhất là tử sắc trường kiếm phát ra cỗ kia khí thế, cực kỳ lăng lệ, tựa như hư không đều tiếp nhận không được một dạng. Hảo kiếm, Tiêu Phàm kìm lòng không được phun ra hai chữ, chuôi kiếm này, phẩm giai tuyệt đối không ở dưới tu la kiếm. Xác thực hảo tiện, chuyên cho mình trên mặt thiếp vàng, nói giống như ai cũng biết hắn một dạng, đều không nhớ lại, làm sao đến quên. Thí thần cũng âm dương quái khí nói ra. Lời này vừa nói ra. Hoang Vô Lân một mặt tái nhợt, thí thần đã không phải là đang gây hấn hắn, hoàn toàn là ở không nhìn, này khiến trong lòng của hắn sát ý lại cũng không nhịn được bộc phát mà ra. Hoang Vu, một tiếng quát lớn, trong tay tử sắc trường kiếm nổi giận chém mà ra, muốn đem Tiêu Phàm cùng thí thần một kích tất sát, một kích này, so với vừa mới một kích kia, uy lực chí ít lớn gấp mấy lần. Nơi xa, Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy, hơi hơi nhíu lông mày. Phóng ra bước chân chuẩn bị tiến lên, bên tai lại là đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, Chiến huynh, nơi này giao cho ta là được rồi. Chiến Hoàng Thiên nghe vậy, tức khắc đã ngừng lại thân hình, hắn tin tưởng Tiêu Phàm thực lực. Một lần này nhỏ bé cử động, lại là xem ở hắc bào mặt nạ nam trong mắt, này khiến trong lòng của hắn hiếu kỳ không thôi, này Chiến Hoàng Thiên cùng kiếm hồng trần trên người đều có loại cùng sư tôn tương tự khí tức, nhìn đến bọn họ cùng sư tôn đồng dạng. Đều là đến từ cùng một cái địa phương. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ hắc bào mặt nạ nam phỏng đoán, nhất định sẽ hơi kinh ngạc, không nghĩ đến hắc bào mặt nạ nam từ một cái như vậy tiểu cử động liền đoán được nhiều như vậy tin tức. Đương nhiên, hắc bào mặt nạ nam khẳng định không biết, Chiến Hoàng Thiên có thể cũng coi như là tu la điện người, bất quá chỉ có thể xem như biên ngoại nhân viên mà thôi. Lão đại, hắn giao cho ta là được rồi, Tiêu Phàm còn không có động thủ. Thí thần liền gào thét mà ra, xông thẳng đạo kiếm quang kia mà đi. Ở sau lưng hắn, hiện lên một đoàn rộng lớn hắc sắc hư ảnh, giống như một phiến thiên mạc đồng dạng, một cỗ huyền diệu khí tức từ hắc sắc hư ảnh phía trên quét sạch mà ra, sao? Một thoáng thời gian, bốn phía thiên địa bỗng yên tĩnh, Hoang Vô Lân kiếm quang lại tới gần thí thần 1000 trượng bên ngoài thời điểm, bỗng quỷ dị biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Pháp tắc lĩnh vực. Hoang Vô Lân lông mày nhíu lại, cực kỳ kiêng kỵ nhìn xem thí thần, giờ khắc này, hắn không còn dám đem thí thần xem như một cái 12-13 tuổi thiếu niên đối đãi. Nói đùa cái gì, một cái 12-13 tuổi thiếu niên,
có thể đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, lĩnh ngộ như thế cường đại pháp tắc lĩnh vực sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Hiện tại biết rõ sợ, bách sát bảng đệ nhất nhân, quả nhiên không gì hơn cái này. Thí thần hợp thời đả kích nói, lúc này, hắn sau lưng kia to lớn hắc sắc hư ảnh đột nhiên một bàn tay vỗ xuống. Hư không réo lên ô ô, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, hắc sắc hư ảnh đi qua, hư không toàn bộ đều hóa thành cho bụi, cái gì đều không có lưu lại. Hơn nữa, này trưởng cương cực kỳ tấn mãnh, nhanh đến tất cả mọi người trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Trưởng cương cũng đã đi tới Hoàng Vô Lân trước người. Hoàng Vô Lân con người hơi hơi co rụt lại, muốn hướng một bên tránh đi, hắn phản ứng cực nhanh, nhưng là ở trước mặt thí thần, dạng này tốc độ cũng liền không tính là gì. Ba, một tiếng kinh thiên nổ vang, lại là thí thần phía sau hắc sắc hư ảnh một bàn tay, hung hăng quất vào Hoàng Vô Lân trên người, cả người bỗng nhiên bay ngược mà ra, giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng, trùng điệp đập xuyên qua mấy tòa sơn phong. Những người khác nhìn thấy, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, nhìn về phía thí thần ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Đây chính là Hoàng Vô Lân A, dù là thực lực cũng không phải mạnh nhất, tốt xấu cũng là bách sát bảng đệ nhất nhân. Người ở đây, cho dù có so Hoàng Vô Lân mạnh, nhưng là tuyệt đối mạnh có hạn. Nhưng hiện tại, bách sát bảng đệ nhất nhân, lại bị một cái 12-13 tuổi thiếu niên một bàn tay đập bay, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn họ lại như thế nào tin tưởng đây? Tiêu Phàm cũng là trợn to hai mắt, vì thí thần thực lực cảm thấy chấn kinh. Hắn chỉ biết là thí thần rất mạnh, nhưng không nghĩ đến thí thần cường hãn như vậy, liền Hoàng Vô Lân đều một bàn tay đập bay. Chí ít hắn Tiêu Phàm không cho rằng bản thân có thể làm được một bước này, lấy hắn thực lực ứng phó, có phải hay không Hoàng Vô Lân đối thủ còn không biết đây. Dù sao, Hoàng Vô Lân cũng đã một chân bước vào thần vương cảnh đỉnh phong. Trưởng khống một tia pháp tắc lĩnh vực lực lượng, hơn nữa còn là đồng giai bên trong cường giả. Mà hắn Tiêu Phàm, hiện tại vẫn chỉ là thần vương cảnh trung kỳ mà thôi. Đây chính là thí thần chân chính thực lực sao? Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng. Bách sát bảng hạng nhất, chỉ là dạng này mặt hàng. Thí thần khinh thường nhìn xem Hoàng Vô Lân bay ra phương hướng, lách mình liền xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Hoàng Vô Lân trong lòng cũng là phiền muộn đến cực điểm. Hắn vừa mới mặc dù không có thi triển ra toàn bộ thực lực, nhưng là không kém bao nhiêu. Nhưng hắn vẫn như cũ không thể ngăn cản thí thần một kích, cái này đối hắn tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, hơn nữa còn là ngay trước mặt nhiều người như vậy. Về sau nếu là bọn họ đem nơi này sự tình nói ra, bản thân còn có thể ở cổ cương lăn lộn tiếp sao? Hoàng Vô Lân mới vừa chuẩn bị đứng dậy, toàn lực diệt sát Tiêu Phàm cùng thí thần, nhưng mà lúc này, lại có một đạo thanh âm vang lên, nhường Hoàng Vô Lân vội vàng ngừng thân hình. Lão đại, nếu không ta trực tiếp làm thịt hắn, hắn ngay cả ta ba thành lực lượng đều tiếp thu không được, giết hắn hẳn là không khó. Thí thần trong con ngươi sát quang lấp lóe không ngừng, đối Tiêu Phàm nói ra. Vừa mới chỉ là ba thành lực lượng, Hoàng Vô Lân có loại thổ huyết xúc động, cái này biến thái thiếu niên, rốt cuộc là cái gì quái vật, làm sao sẽ khủng bố như vậy? Nghe được lời này, Hoàng Vô Lân trực tiếp từ bỏ bây giờ tìm thí thần báo thù, dứt khoát nằm trên mặt đất giả chết. Tiêu Phàm không còn gì để nói, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, người đều bị ngươi đánh ngất, tạm tha hắn một mạng a. Hừ, coi như hắn hảo vận, thí thần hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục xuất thủ, mà là ngẩng đầu ngắm nhìn nham tương hải chỗ sâu vòng xoáy vị trí. Tiêu Phàm cũng không cho rằng thí thần là đang nói dối. Thí thần thiên phú tuyệt đối không kém gì bất luận nhân tộc thiên kiêu nhân vật, lại tăng thêm hắn thần vương cảnh đỉnh phong thực lực, bách sát chiến trường, thật đúng là không mấy cái hắn giết không được người. Đương nhiên, Tiêu Phàm sở dĩ không cho thí thần giết chết Hoàng Vô Lân tự nhiên cũng có hắn dự định. Hiện tại hắn đắc tội đế vực đều trong lúc nhất thời đếm không đến, nhưng không có đầy đủ kinh lịch đi đối phó cổ cương đại gia tộc. Bất kỳ một cái nào cổ cương đại gia tộc, vô luận là thực lực hay là nội tình, đều xa không phải đế vực có thể so sánh, chỉ ít lấy Tiêu Phàm bây giờ thực lực, còn không có cùng cổ cương đại gia tộc đối cứng tư cách. Hiện tại hắn muốn làm, liền là xông qua bách sát tháp tầng thứ 100, thông qua cuối cùng khảo nghiệm, lấy được bách sát tháp tán thành. Đến lúc đó, cái gì cổ vực, đế vực, Tiêu Phàm cũng sẽ không có bất luận cái gì e ngại. Những người khác nhìn thấy thí thần đem Hoàng Vô Lân một trưởng đánh bay.
cũng không có tiếp tục gây hấn Tiêu Phàm bọn họ kiên nhẫn, chỉ bằng vừa mới kia một bàn tay, liền đủ để cho bọn họ công nhận Tiêu Phàm địa vị. Các vị, không biết 96 tầng chấn thủ là cái gì thần thú? Tiêu Phàm đánh giá Nham Tương Hải hồi lâu, không nhìn ra cái gì đến, đành phải nhìn về phía đám người hỏi. Mặc dù không biết tầng tiếp theo chấn thủ là cái gì thần thú, nhưng Tiêu Phàm cũng biết rõ, có thể cũng không phải dễ dàng như vậy có thể vượt qua. Nếu không mà nói, Hoàng Vô Lân cùng Chiến Hoàng Thiên đám người, cũng sẽ không ở đây chờ đợi thời gian dài như vậy. Là Thiên Viêm Ma Cốt Chu, mảnh này Nham Tương Hải liền là hắn pháp tắc lĩnh vực, không phải là lĩnh vực chi lực, không thể phá. Hắc bào mặt nạ nam nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù Tiêu Phàm chỉ là thần vương cảnh trung kỳ tu vi, nhưng hắn cũng không có xem thường Tiêu Phàm, ngược lại nhường hắn xem trọng một cái. Dù sao, hắn cũng không cho rằng mình ở thần vương cảnh trung kỳ liền nhất định có thể đạt tới cái này, mà Tiêu Phàm làm được. Thiên Viêm Ma Cốt Chu lĩnh vực chi lực sao? Tiêu Phàm thần sắc cũng biến vô cùng ngưng trọng lên, trong đầu lóe qua nguyên một đám ý niệm, suy nghĩ lấy sấm quan đối sách. Thiên Viêm Ma Cốt Chu, ở thần thú bảng xếp hạng bài danh hạng 597, mặc dù chỉ là cá thể, nhưng thực lực cực kỳ cường hoành, càng là am hiểu hỏa diễm pháp tắc lực lượng. Truyền văn, Thiên Viêm Ma Cốt Chu hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực, so chân chính đỉnh phong thần hỏa đều muốn đáng sợ, có thể phần luyện thần vương cảnh đỉnh phong mạnh mẽ tuyệt đối nhân vật. Lão đại, ta lĩnh vực chi lực, hẳn là có thể phá vỡ này Nham Tương Hải, nếu không, ta mang ngươi thông qua một tầng này. Thí thần thản nhiên nhìn Nham Tương Hải một cái, lờ đễnh nói. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, nói tất nhiên muốn sấm quan, tự nhiên muốn bằng ta bản thân thực lực, ta sẽ nghĩ phương pháp phá giải. Thí thần bất đắc dĩ, hắn cũng biết rõ, Tiêu Phàm bản thân nhận định sự tình, hắn là không cải biến được. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm trước mặt Nham Tương Hải, rơi vào trong trầm tư, không hổ là pháp tắc lĩnh vực, có thể dung hợp 4 loại ảo diệu, uy lực tuyệt luân. Muốn phá vỡ, trừ phi ta cũng lĩnh ngộ ra pháp tắc lĩnh vực lực lượng. Muốn lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực, cũng không phải dễ dàng như vậy, đồng dạng đều phải lĩnh ngộ loại thứ tư pháp tắc ảo diệu, hoặc là đem một loại pháp tắc huyền ảo đột phá đến đệ tứ trọng, liền sẽ tự động hình thành pháp tắc lĩnh vực. Mà Tiêu Phàm cũng là trước đây không lâu mới lĩnh ngộ sát lục pháp tắc tử vong tự khúc đệ tam trọng ảo diệu, muốn lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực, cũng không biết năm nào tháng nào. Không biết thần thông có thể hay không dùng, Tiêu Phàm hít sâu một cái, mở ra lòng bàn tay, trưởng trung thiên địa bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ uy áp, hướng về Nham Tương Hải bao phủ tới. Mảng lớn Nham Tương Hải bỗng nhiên biến mất, có thể vẻn vẹn trong nháy mắt, mặt khác Nham Tương Hải tức khắc mãnh liệt mà tới, đem trưởng trung thiên địa đụng bay ra ngoài. Không được, Tiêu Phàm hơi hơi trầm ngâm, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Nếu như thần thông hữu dụng, Chiến Hoàng Thiên cùng Hắc Bào mặt nạ nam đám người, đoán chừng sớm đã thông qua cửa này. A, à, đột nhiên, Tiêu Phàm nhẹ kêu một tiếng, hắn kinh ngạc phát hiện, trưởng trung thiên địa bên trong Nham Tương Hải, dĩ nhiên hàm chứa cuồn cuộn pháp tắc chi lực. Hơn nữa, nhưng hắn càng thêm kinh ngạc là, bản thân nội thiên địa, vậy mà ở rút ra Nham Tương Hải bên trong hỏa diễm pháp tắc. Theo lấy hỏa diễm pháp tắc rút ra. Nội thiên địa cũng đang lấy đáng sợ tốc độ mở rộng. Nội thiên địa dĩ nhiên có thể thôn phệ mặt khác pháp tắc đến trưởng thành. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường tiếu dung. Mấy năm này thời gian, hắn một mực đang nghĩ lấy như thế nào đột phá cao hơn cảnh giới, lại là quên sự tình khác, tựa như nội thiên địa, tựa như thần điêu thuật. Vô luận là nội thiên địa hay là thần điêu thuật, đều là một cái tu sĩ cường đại phụ trợ thủ đoạn. Hắn hiện tại mới phát hiện, muốn tăng cường một người thực lực, cũng không vẻn vẹn muốn đột phá cao hơn cảnh giới, đồng dạng không thể từ bỏ mặt khác thủ đoạn. Một mực truy cầu thần điêu thuật cùng khuếch trương nội thiên địa, mà vứt bỏ tu vi, có lẽ là bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng một mực truy cầu tu vi, mà từ bỏ mặt khác thủ đoạn, cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Đột phá đại đế sau đó, nội thiên địa liền sẽ chuyển hóa thành chân chính thế giới, muốn khinh thường đồng giai. Tu vi cũng không phải trọng yếu nhất, cơ sở mới là vương đạo, mà nội thiên địa, liền là chân chính cơ sở. Tiêu Phàm bình phục một cái tâm tình. Nghĩ tới cái này, hắn cũng không gấp tiến vào tầng tiếp theo, mà là nghĩ đến như thế nào nhường bản thân cơ sở biến càng thêm vững chắc cùng củng cố. Hít sâu một cái,
Tiêu Phàm khoanh chân ngồi ở nham tương hải biên giới, quanh thân trán phóng kim sắc hỏa diễm, đồng thời, hắn thể nội đạo hỏa hồng lô điển bắt đầu vận chuyển lại. Thôn vệ hỏa diễm pháp tắc lực lượng, dù là trưởng trung thiên địa cùng vô tận chi hỏa, đều kém xa đạo hỏa hồng lô điển. Theo lấy đạo hỏa hồng lô điển vận chuyển mà lên, nham tương hải bên trong cuồn cuộn pháp tắc chi lực hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà tới, xa xa nhìn lại, Tiêu Phàm thật giống như bị vô tận hỏa diễm rèn luyện một dạng. Những người khác nhìn thấy Tiêu Phàm trước đó cử động, đáy mắt chỗ sâu đều là vẻ khinh miệt, bất quá khi thấy Tiêu Phàm dùng nham tương hải rèn luyện nhục thân lúc, đám người nội tâm không ở bình tĩnh, trong mắt vẻ khinh thường cũng đều biến mất hết. Ngươi chính là như thế điên cuồng a, nơi này nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, dĩ nhiên cũng dám tu luyện. Chiến Hoàng Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, khe khẽ thở dài nói. Điểm này, cho dù là hắn Chiến Hoàng Thiên, cũng tự thẹn không bằng. Hắn không biết là, Tiêu Phàm có thể thi triển nhất tâm nhị dụng, một nửa tâm thần vận chuyển đạo hỏa hồng lô điển rèn luyện nhục thân, một nửa khác tâm thần, thế nhưng là thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh. Huống chi còn có thí thần ở, Tiêu Phàm tự nhiên cũng liền không kiêng nể gì cả. Theo lấy hỏa diễm pháp tắc bị thôn phệ, Tiêu Phàm nội thiên địa cũng đang lấy đáng sợ tốc độ khuếch trương lấy, về phần bị hỏa diễm pháp tắc phần luyện thống khổ, Tiêu Phàm căn bản không có đặt ở trong lòng. Muốn cường đại lên, một chút thống khổ lại tính được cái gì đâu. Dòng dã thời gian nửa tháng, Tiêu Phàm nội thiên địa, trọn vẹn làm lớn ra hơn 2 lần, từ bắt đầu mấy vạn dặm chu vi, cũng đã mở rộng đến 10 vạn dặm chu vi. Có lẽ phạm vi không thể so với trước kia tiểu thiên địa lớn hơn bao nhiêu, nhưng nội thiên địa cứng cỏi trình độ cùng thần linh chi khí nồng đậm trình độ, hoàn toàn không phải tiểu thiên địa có thể so sánh. Tất cả những thứ này tiến hành 10 phần bình tĩnh, nhưng mà một ngày này, một tiếng gầm thét đột nhiên vang vọng thương khung, thật can đảm, dám rút bản đế pháp tắc chi lực. Ngay sau đó, nham tương hải bỗng nhiên triệt để bắt đầu cuồng bạo, cuốn lên ngàn tầng nham tương sóng lớn. Cao ngàn trượng nham tương sóng lớn bao phủ mà lên, đám người bị một màn này dọa đến không nhẹ, nhất là đạo kia gầm thét, càng là chấn động đến bọn họ linh hồn phát run. Tiêu Phàm cũng cực tốc hướng về hậu phương thối lui, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm nham tương hải. Trong lòng của hắn thầm than đáng tiếc, chỉ kém một chút, là có thể đem một loại viên mãn pháp tắc chi lực thôn vệ hầu như không còn, đến lúc đó, hắn nội thiên địa bên trong thì có một loại viên mãn pháp tắc. Đến lúc đó, nếu là gặp gỡ cường địch, điều động nội thiên địa bên trong pháp tắc chi lực, uy lực tất nhiên bạo tăng. Bất quá, đã trải qua trước kia sự tình, Tiêu Phàm bây giờ cũng không dám tùy tiện điều động nội thiên địa lực lượng, không cẩn thận, nhưng là biết đem nội thiên địa cho hủy. Mấy hơi thở thời gian, Tiêu Phàm liền lui về sau hơn ngàn dặm cự ly, lúc này, một đầu mấy chục trượng cao, mấy trăm trượng đại hắc sắc chi chu lăng không xuất hiện ở trên nham tương hải. Hắc sắc chi chu mọc ra 8 đầu chân, giống như 8 chuôi kình thiên lợi kiếm đồng dạng, lộ ra một cỗ vô địch sắc bén chi khí, nó quanh thân càng là thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm, phát ra một cỗ u sâm khí tức. Thiên viêm ma cốt chu, Tiêu Phàm nháy mắt nghĩ tới một cái tên, đây chính là thần thú bảng xếp hạng hạng 597 đáng sợ tồn tại, nếu như không phải là bị bách sát tháp áp chế, tuyệt đối không kém gì đại đế cảnh tu vi. Dù là bị áp chế ở thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, đối phương trên người phát ra khí tức, vẫn như cũ cho người có chút sợ hãi. Nó không phải trấn thủ 96 tầng nhập khẩu A, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Có người kinh hô lên tiếng, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Đám người mặc dù xem như nhân tộc tam thiên vực số 1 số 2 thiên tài, độc chiến bình thường thần vương cảnh đỉnh phong không có bất luận cái gì áp lực. Nhưng là gặp gỡ bậc này tồn tại, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Dù sao, thần thú bảng xếp hạng hạng 597 thiên viêm ma cốt chu, cũng là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi. Chỉ là đám người kinh ngạc là, này thiên viêm ma cốt chu không phải không thể tiến vào 95 tầng A, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngược lại là Tiêu Phàm thần sắc 10 phần bình tĩnh, trước đó hắn liền gặp được phía trước lục đại thần thú tụ tập cùng một chỗ. Muốn đến những cái này thần thú là có thể tùy ý xuyên toa bách sát tháp. Vô tận chiến huyết, thiên viêm ma cốt chu băng lãnh con người liếc nhìn lấy đám người, sau đó ánh mắt bỗng rơi vào Tiêu Phàm trên người, ngữ khí bên trong lộ ra nồng đậm sát ý. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, hắc phát trong gió bay lên, trong lòng có loại nhàn nhạt bất an, này thiên viêm ma cốt chu,
có vẻ như cũng không có ba thần bọn họ dễ nói chuyện như vậy. Nhất là nó trên người phát ra sát ý hoàn toàn không phải giả, nếu như có thể, Thiên Viêm Ma Cốt Chu tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào giết chết bản thân. Nhìn đến, này Thiên Viêm Ma Cốt Chu đối với nó chủ nhân cũng không có quá nhiều e ngại a. Tiêu Phàm trong lòng có một cái phán đoán. Hắn mặt ngoài coi như 10 phần bình tĩnh, nhìn chăm chú to lớn Thiên Viêm Ma Cốt Chu, híp híp hai mắt nói, người muốn giết ta? Hay là nói người nghĩ không nhìn người chủ nhân quy củ? Đừng có dùng một cái người chết đến hù dọa bản đế. Thiên Viêm Ma Cốt Chu cười lạnh một tiếng, tất nhiên hắn đã chết, bản đế không cách nào tự mình giết hắn báo thù, liền dùng ngươi mạng nhỏ đến lấp. Thiên Viêm Ma Cốt Chu gầm thét một tiếng, trên người bộc phát ra đáng sợ hung lệ chi khí, một đầu cự đại kiếm đủ nổi giận chém mà tới, nghĩ đến Tiêu Phàm vào chỗ chết. Nơi xa Hoàng Vô Lân nhìn thấy, trên mặt lộ ra lạnh lùng tiếu dung, tựa như hận không thể Tiêu Phàm lập tức bị Thiên Viêm Ma Cốt Chu chém giết một dạng. Đã ngươi chủ nhân không giáo dục tốt ngươi, vậy ta liền thay ngươi chủ nhân hảo hảo giáo dục ngươi. Tiêu Phàm trên người khí thế cũng nháy mắt bộc phát mà ra. Vô tận chiến huyết khuấy động, quanh thân thiêu đốt lên một đạo kim sắc quang mạc, giống như một tôn chiến thần. Ngươi tính là gì đồ vật? Thiên Viêm Ma Cốt Chu cực kỳ khinh thường, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm tu vi, cũng liền thần vương cảnh trung kỳ mà thôi. Một cái thần vương cảnh trung kỳ tiểu tử cũng dám nói khoác mà không biết ngượng giáo dục bản thân. Thí thần, thay ta lược trận. Thí thần mới vừa muốn ra tay, Tiêu Phàm liền lưu lại một câu đạp không mà lên. Đột phá đến thần vương cảnh trung kỳ, hắn chiến lực cũng không yếu so với bình thường thần vương cảnh đỉnh phong, Thiên Viêm Ma Cốt Chu tuy mạnh, nhưng còn chưa đến nhường Tiêu Phàm e ngại cấp độ. Duy nhất khó chơi liền là Thiên Viêm Ma Cốt Chu hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực, chỉ cần công phá hắn pháp tắc lĩnh vực, Tiêu Phàm cũng chưa hẳn đem hắn đặt ở trong lòng. Vừa dứt lời, Thiên Viêm Ma Cốt Chu kiếm đủ cũng đã chém xuống, hư không đều bị xé rách mà ra, lưu lại một đạo hắc sắc vết cắt, bên trong có hỏa diễm đang thiêu đốt. Sát lục thiên âm, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, không chút do dự một kiếm chém đi lên, một đạo quỷ dị kêu to vang vọng thương khung, đâm vào người làm đau màng nhĩ. Bang một tiếng nổ vang, hư không đốm lửa bắn tứ tung, Tu La kiếm cùng Thiên Viêm Ma Cốt Chu kiếm đủ đụng vào nhau, vô cùng vô tận kiếm khí dập dờn mà ra, hư không bị quấy đến vỡ nát, vô số loạn lưu bắn ra bốn phía. Một khắc sau, hư vô nháy mắt bị vô số hắc sắc hỏa diễm bổ sung, một cỗ hủy diệt tính khí tức trùng kích tứ phương thiên địa. Thiên Viêm lĩnh vực, luyện cho ta. Một tiếng gầm điên cuồng vang lên, u sâm băng lãnh hắc sắc hỏa diễm quay cuồng, điên cuồng phần luyện Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mặc dù thao túng vô tận chi hỏa, nhưng vẫn như cũng ngăn cản không được cái kia hắc sắc hỏa diễm công sát, trên người hắn nhiều chỗ huyết nhục bị đốt thành bột mịn. Dù là Tiêu Phàm toàn lực ngăn cản, thúc giục sinh tử pháp tắc khôi phục, vẫn như cũ khiêng không được hắc sắc hỏa diễm hủy diệt tốc độ. Vẻn vẹn chốc lát, Tiêu Phàm cơ hồ liền chỉ còn lại một bộ xương, đầu lâu, linh hồn bản thể ngồi xếp bằng, nhưng là hơi có vẻ trắng bệch. Hảo cường đại hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực, Tiêu Phàm một trận kinh hãi, thần vương cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực, thật không phải bình thường bá đạo. Hắn thậm chí hoài nghi, trước kia gặp gỡ những cái kia thần vương cảnh đỉnh phong, căn bản không coi là chân chính thần vương cảnh đỉnh phong. Bất quá hắn cũng biết rõ, dù là đồng giai tu sĩ, cũng có phân chia cao thấp, Thiên Viêm Ma Cốt Chu đối pháp tắc lĩnh vực nắm giữ, xa không phải bình thường thần vương cảnh đỉnh phong có thể so sánh. Rốt cuộc phải thi triển lá bài tẩy sao? Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, tâm thần dẫn ra lấy linh hồn bản thể, chuẩn bị điều khiển Tu La Ma Ảnh lực lượng. Một khi Tu La Ma Ảnh phụ thể, Tiêu Phàm tự tin, này cái gọi là hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực, hắn một quyền liền có thể oanh bạo. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm vẫn là không có thi triển cuối cùng át chủ bài, dù sao hắn không phải vẻn vẹn lĩnh ngộ một loại pháp tắc chi lực. Mặc dù sát lục pháp tắc cùng sinh tử pháp tắc khiêng không được đối phương công kích, nhưng hắn còn có phong chi pháp tắc cùng thời không pháp tắc. Thời không chấn động, Tiêu Phàm đưa tay một chiêu, từng đạo pháp tắc thần liên gào thét mà ra, đi qua, hư không nhao nhao vỡ nát, hắc sắc hỏa diễm cũng nháy mắt chôn vùi. Đồng thời, Tiêu Phàm cực lực thao túng sinh tử pháp tắc lực lượng, nhanh chóng khôi phục nhục thân. Sinh tử pháp tắc lĩnh ngộ đệ nhị trọng ảo diệu sinh tử luân hồi.
khôi phục nhục thân chỉ cần tiêu hao một chút thần lực mà thôi, mà thần lực, vừa lúc là Tiêu Phàm rất không thiếu khuyết. Dung hợp pháp tắc chi lực, Thiên Viêm Ma Cốt Chủ hơi kinh ngạc, bất quá ngay sau đó lại là khinh thường nói, đáng tiếc, cho dù như thế, cũng liền tương đương với thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi, ở pháp tắc lĩnh vực trước mặt, không chịu nổi một kích. Có đúng không? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, khóe miệng hiện ra tà tà tiếu dung. Tiêu Phàm cảm nhận được Thiên Viêm Ma Cốt Chu trên người cuồng bạo sát ý, hắn cũng động sát tâm. Nguyên bản hắn còn nghĩ lấy được Bách Sát Tháp tán thành, lại nghĩ biện pháp thuần phục những cái này thần thú, nhưng là hiện tại nhìn đến, sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Cũng may những cái này thần thú vẫn như cũ bị Bách Sát Tháp áp chế, chỉ có thể phát huy ra thần vương cảnh đỉnh phong thực lực, nếu không mà nói, hắn nghĩ chiến thắng Thiên Viêm Ma Cốt Chu thật đúng là không có gì hy vọng. Chết! Thiên Viêm Ma Cốt Chu gầm thét một tiếng, bát túc cùng chuyển động, kiếm ảnh đầy trời tràn ngập hư không, tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh. Cái gì tu la tử, hắn căn bản là không có đặt ở trong lòng. Dù sao, ngay cả Bách Sát Tháp chủ nhân, hắn đã từng cũng không làm sao cấp cho sắc mặt tốt, huống chi một đời mới tu la tử đây. Phốc phốc, Tiêu Phàm lồng ngực cùng cánh tay bị kiếm ảnh chém trúng, máu tươi bay tứ tung, cũng may Tiêu Phàm nhục thân cực kỳ bá đạo cùng cứng rắn. Nếu không vừa mới kia mấy kiếm, đủ để cho hắn phân thây. Tiêu Phàm không có chính diện giao phong, mà là thi triển phong chi pháp tắc nhanh chóng trốn tránh. Cùng Thiên Viêm Ma Cốt Chu chính diện giao phong, hắn không có bất luận cái gì thắng lợi nắm chắc, muốn đánh bại đối phương, chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là phát hiện đối phương nhược điểm, hai là bản thân làm tiếp đột phá. Vừa mới bị Thiên Viêm Ma Cốt Chu hỏa diễm pháp tắc phần luyện, Tiêu Phàm ở sống chết trước mắt. Đối sinh tử pháp tắc lại có một tia minh ngộ, đây cũng là Tiêu Phàm không có điều động tu la ma ảnh nguyên nhân một trong. Hảo cường nhục thân, nơi xa, đám người nhìn thấy Thiên Viêm Ma Cốt Chu kiếm đủ, dĩ nhiên chỉ là cắt ra Tiêu Phàm huyết nhục, cũng không có chém giết hắn nhục thân, để bọn hắn một trận kinh hãi. Giờ khắc này, bọn họ ai cũng không dám tiếp tục khinh thường Tiêu Phàm, nếu như đổi lại là bọn họ không cảm thấy bản thân có thể tiếp nhận Thiên Viêm Ma Cốt Chu công kích. Vậy mà còn không chết, Thiên Viêm Ma Cốt Chu cũng là hơi kinh ngạc, trong lòng thầm than không thôi, không hổ là một đời mới tu la tử. Bất quá chính là bởi vì như thế, Thiên Viêm Ma Cốt Chu sát tâm càng ngày càng mãnh liệt, bị Bách Sát Tháp chủ nhân trấn áp ở nơi này, nó trong lòng liền vô cùng khó chịu. Nếu như Tiêu Phàm mạnh lên, về sau nó nghĩ khôi phục tự do, vậy liền càng thêm khó khăn. Xoẹt xẹt, lại là vô số kiếm vũ gào thét mà ra. Phiến thiên địa này, tức khắc vọt lên vô số hỏa quang, lần nữa đem Tiêu Phàm bao phủ, cuồng bạo đến cực điểm. Hắc sắc hỏa diễm biển trung ương, Tiêu Phàm nhục thân lần nữa bị thương, đại bộ phận huyết nhục bị đốt cháy hầu như không còn, nhìn qua 10 phần đáng sợ. Hắn cũng là kinh hãi không thôi, Thiên Viêm Ma Cốt Chu kiếm đủ đều không chém nổi hắn nhục thân, có thể này hỏa diễm, lại có thể áp chế hắn, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Tiêu Phàm, cẩn thận một chút. Loại này hỏa diễm, hẳn là không kém gì đế hỏa. Chí tôn phần Thiên Viêm thanh âm ở Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Đế hỏa, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, khó trách này hắc sắc hỏa diễm như thế bá đạo. Một khắc sau, Tiêu Phàm lần nữa thi triển thời không chấn động, đem chung quanh hỏa diễm chấn diệt, đồng thời nhanh chóng khôi phục nhục thân, khóe miệng hiện ra một vòng tà tà tiếu dung. Tiểu tử, bị đế hỏa phần luyện tư vị không dễ chịu a. Ta nhìn ngươi có thể tiếp nhận bao lâu? Thiên Viêm Ma Cốt Chu cười như điên nói, nghĩ đến có thể giết chết tân tu la tử, nó trong lòng thì có một loại khó có thể nói rõ khoái cảm. Đế hỏa cũng được, cuối cùng vẫn là hỏa diễm. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, một thoáng thời gian, ở hắn đỉnh đầu, bỗng nhiên xuất hiện một vòng hắc kim sắc hỏa diễm động thiên. Đồng thời, Tiêu Phàm thể nội vận chuyển đạo hỏa hồng lô điển, cuồn cuộn hắc sắc hỏa diễm mãnh liệt mà tới. Toàn bộ bị vô tận động thiên hấp thu. Vô tận chi hỏa tựa như gặp được món ăn ngon đồng dạng, há mồm bắt đầu cuồng nuốt đến. Hắc sắc hỏa diễm mặc dù là đế hỏa, nhưng ở trong vô tận động thiên, lại bị một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng áp chế đồng dạng, tựa như vô tận động thiên liền là hỏa diễm khắc tinh. Đạo hỏa hồng lô, người dĩ nhiên nắm giữ hỏa tộc đạo hỏa hồng lô, Thiên Viêm Ma Cốt Chu kinh ngạc thanh âm vang lên. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy. Đạo hỏa hồng lô, thế nhưng là hỏa diễm khắc tinh a, cho dù là đế hỏa,
tiến vào đạo hỏa hồng lô, cũng chỉ có bị luyện hóa phần. Huống chi, hắn lĩnh ngộ hỏa diễm, căn bản không phải chân chính đế hỏa, chỉ đầy đủ đế hỏa uy năng mà thôi. Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới thiên viêm ma cốt chu, hắn chỉ biết là, này hắc sắc hỏa diễm, đối vô tận chi hỏa tới nói là vật đại bổ. Vô tận chi hỏa bây giờ cũng dừng bước ở thần hỏa trung kỳ, muốn càng tiến một bước, mười phần gian nan, mà hiện tại, hắn lại thấy được hy vọng. Theo lấy hắc sắc hỏa diễm bị Tiêu Phàm luyện hóa, vô tận chi hỏa khí thế không ngừng kéo lên, không bao lâu liền đạt đến thần hỏa trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào thần hỏa hậu kỳ. Ma viêm diệt thế, thiên viêm ma cốt chu cũng có chút sợ hãi, hắn lúc này mới minh bạch, bản thân đối thủ là Tu La Tử. Tu La Tử là dễ giết như vậy sao? Hiển nhiên không phải, nhìn chung lịch sử, Tu La tộc Tu La Tử, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm hạng người. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong, liền là đại đế cảnh, cũng chưa hẳn có thể giết chết được Tu La Tử. Theo lấy thiên viêm ma cốt chú quá to, hắc sắc hỏa diễm tức khắc biến nóng nảy lên, hung mãnh gấp mấy lần có thừa. Ngàn vạn hỏa diễm hóa thành vô số hắc sắc ma nhện. Điên cuồng công kích tới Tiêu Phàm máu tươi bay tứ tung, thỉnh thoảng thi triển thời không chấn động cùng trưởng trung thiên địa ngăn cản. Hai cái này xem như hắn bây giờ cường đại nhất phòng ngự thủ đoạn, nhưng là căn bản ngăn cản không được thiên viêm ma cốt chu hung mãnh công kích. Hắn nhục thân rất nhanh hủy diệt, nhưng lại rất nhanh phục hồi như cũ, dù sao hắn tốt xấu cũng là lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc người, sức khôi phục kinh người. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên người biến hóa. Thiên viêm ma cốt chu rốt cục nóng này, các loại công phạt thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Tiêu Phàm bị đánh thổ huyết liên tục, sắc mặt cũng biến trắng bệch vô cùng. Ngay cả ta đều chưa chắc là thiên viêm ma cốt chu đối thủ, ngươi lại làm sao có thể địch nổi. Hoàng Vô Lân khóe miệng hiện ra cười lạnh. Hắn cũng không có đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng, chỉ là kiêng kỵ thí thần thực lực mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên người khí tức càng ngày càng yếu, thiên viêm ma cốt chu trong lòng cũng có chút kích động lên. Cười khẩy nói, thần vương cảnh trung kỳ, vẫn như cũ chỉ là thần vương cảnh trung kỳ mà thôi. Kiếm hỏa thông thiên, chảm, thiên viêm ma cốt chu một tiếng quát mắng, trực tiếp thi triển tuyệt sát một kích, căn bản không cho Tiêu Phàm thở dốc cơ hội, nó rất rõ ràng Tu La tộc đáng sợ. Chỉ cần có một tia cơ hội, Tiêu Phàm đều có khả năng lật bàn. Một thoáng thời gian, chỉ thấy một đạo hắc sắc kiếm khí ở hư không ngưng tụ thành hình, cực tốc phá không mà ra. Hư không sinh ra một tiếng kêu to. Làm đám người lấy lại tinh thần thời khắc, giống như thực chất hắc sắc kiếm khí nháy mắt xuyên thủng Tiêu Phàm thân thể, đem Tiêu Phàm nhục thân chém thành hai nửa. Đồng thời, đầy trời hắc sắc hỏa diễm mãnh liệt mà ra, giống như thủy triều đem Tiêu Phàm che mất đi vào, cũng không còn bất luận cái gì âm thanh rốt cục chết. Thiên viêm ma cốt chu cùng Hoang Vô Lân đồng thời cười lạnh, bọn họ tin tưởng, một kích này phía dưới. Tiêu Phàm tuyệt đối không có sống sót khả năng. Lão đại, thí thần hai mắt đỏ bừng, cực tốc hướng về Tiêu Phàm vị trí kích xạ mà đi. Hắn là ngươi lão đại, vậy ngươi cũng đáng chết. Thí thần vừa mới phóng ra một bước, thiên viêm ma cốt chu nháy mắt ngăn khuất thí thần trước người. Chết đi cho ta, thí thần giờ phút này chỉ muốn cứu Tiêu Phàm, nhìn thấy thiên viêm ma cốt chu dám ngăn cản bản thân, tức khắc cuồn cuộn sát ý từ trên người hắn bộc phát mà ra. Hắc sắc pháp tắc thần liên từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, thiên khung nháy mắt biến thành hắc sắc, liền không khí đều biến ngưng động. Thần vương cảnh đỉnh phong, cảm nhận được thí thần trên người khí thế, thiên viêm ma cốt chu hơi hơi biến đổi. Hắn mặc dù bị áp chế tu vi, nhưng cũng là đồng giai bên trong mạnh mẽ tuyệt đối nhân vật A, có thể trước mắt cái này mũ rơm thiếu niên trên người phát ra khí tức, dĩ nhiên so với hắn còn mạnh hơn. Thí thần, hắn là ta. Cũng liền ở thiên viêm ma cốt chu chuẩn bị động thủ thời khắc, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng từ đâu hắc sắc hỏa diễm bên trong vang lên. Thí thần bỗng nhiên ngừng thân hình, kinh hỉ nhìn xem hắc sắc hỏa diễm biển, lại là nhìn thấy một bộ hắc bào Tiêu Phàm đi ra. Làm sao có thể, Hoàng Vô Lân mấy người kinh ngạc không thôi. Vừa mới bọn họ rõ ràng cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh mệnh khí tức a, hắn là làm sao sống sót. Ta liền biết rõ. Ngươi tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế chết. Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Vừa mới một sát na kia, hắn cũng thay Tiêu Phàm ngắt một thanh mồ hôi lạnh, bất quá hắn nội tâm chỗ sâu tin tưởng Tiêu Phàm sẽ không dễ dàng như thế chết.
Giờ khắc này, hắc bào mặt nạ nam cùng những người khác nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng, chí ít, bọn họ không còn đối Tiêu Phàm chẳng thèm ngó tới. Bọn họ đều không có đầy đủ tự tin có thể ở Thiên Viêm Ma Cốt Chu vừa mới một kích kia phía dưới sống sót, nhưng Tiêu Phàm lại sống tiếp được, cái này đã đủ để nói rõ một vài vấn đề. Người dĩ nhiên không chết, Thiên Viêm Ma Cốt Chu kinh ngạc không thôi, vừa mới đây chính là hắn mạnh nhất công kích a. Đừng nói thần vương cảnh trung kỳ, liền là thần vương cảnh đỉnh phong đều chỉ có miểu sát phần, nếu như không phải thật sự thực nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Trên người hắn phát ra một cỗ mười phần kỳ lạ khí tức, cùng vừa rồi khí chất trở nên có chút bất đồng, nhưng như thế nào khác biệt, đám người lại nhìn không ra. Hừ, bản đế có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần, ta cũng phải nhìn xem, ngươi có thể bị giết mấy lần. Thiên Viêm Ma Cốt Chu quay người lần nữa vồ giết hướng Tiêu Phàm. Thí thần vốn định xông đi lên, lại bị Tiêu Phàm một cái ánh mắt ngăn lại. Hắc sắc hỏa diễm ở hư không nở rộ, một cỗ cường đại uy áp hướng về Tiêu Phàm nghiền sát mà đi, ầm một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm thân thể trực tiếp nổ tung, cơ hồ chỉ còn lại một cái đầu lâu. Không chịu nổi một kích, Thiên Viêm Ma Cốt Chu cười lạnh một tiếng, nó cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm dễ dàng như vậy liền bị chém giết. Vừa dứt lời, Thiên Viêm Ma Cốt Chu liền chuẩn bị quay người rời đi. Chỉ là nó còn không có phóng ra bước chân, con ngươi lại bỗng nhiên run một cái. Những người khác cũng giống như gặp quỷ đồng dạng, con ngươi bỗng nhiên co lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm phía trước. Lại là nhìn thấy chỉ còn lại một cái đầu lâu Tiêu Phàm, nhục thân vậy mà ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, vẻn vẹn hai cái hô hấp thời gian, liền khôi phục như lúc ban đầu, chỗ nào còn có nửa phần bị chém giết bộ dáng. Nhục thân bất tử bất diệt. Đám người kinh hãi đến cực điểm, nhục thân bất tử bất diệt, đây chính là đại đế mới có thể nắm giữ lực lượng a, làm sao có thể xuất hiện ở một cái thần vương cảnh tu vi trên người. Nhưng mà sự thật liền là như thế, Tiêu Phàm thật sống lại. Sinh tử dung hợp pháp tắc, hắc bào mặt nạ nam híp híp hai mắt, đoán được một loại khả năng. Không thể không nói, hắc bào mặt nạ nam nhãn lực phi phàm, Tiêu Phàm loại này quỷ dị thủ đoạn, xác thực là sinh tử pháp tắc năng lực. Trước đó bị Thiên Viêm Ma Cốt Chu hắc sắc hỏa diễm đốt cháy, sinh tử lằn danh, Tiêu Phàm lờ mờ cảm thấy bản thân nắm được cái gì, nhưng căn bản bắt không được. Thẳng đến Thiên Viêm Ma Cốt Chu một kiếm xuyên thủng Tiêu Phàm, ở đó nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tiêu Phàm sinh tử dung hợp pháp tắc sinh tử luân hồi ảo diệu, rốt cục đột phá đến tầng thứ cao hơn. Kia chính là đệ tam trọng, nhất niệm sinh tử, một ý niệm, liền có thể ở sinh tử tầm đó chuyển đổi. Chỉ cần còn có một điểm sinh cơ, hắn liền bất tử bất diệt. Muốn giết hắn, trừ phi đem hắn nhục thân nháy mắt ép thành bột mịn, trực tiếp hóa thành hư ảo, nếu không mà nói, nhất niệm sinh tử ảo diệu, có thể làm cho Tiêu Phàm nhục thân trong lúc hô hấp khôi phục như lúc ban đầu. Lại đến, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hướng về phía Thiên Viêm Ma Cốt Chu ngoắc ngoắc ngón tay. Tự tìm cái chết, Thiên Viêm Ma Cốt Chu hầm hầm giận dữ, ở hắn nhìn đến. Coi như Tiêu Phàm sinh tử pháp tắc có chỗ đột phá, thực lực cũng không có khả năng cường đại đi nơi nào. To lớn thân thể lần nữa nhào tới, kiếm quang, hỏa diễm dày đặc bắn về phía Tiêu Phàm. Nó một lần giết không chết Tiêu Phàm, vậy liền giết hai lần, cuối cùng sẽ có diệt sát Tiêu Phàm thời điểm. Nhìn thấy Thiên Viêm Ma Cốt Chu đánh tới, Tiêu Phàm đứng ở nguyên địa, một mặt phong khinh vân đạm nhìn xem Thiên Viêm Ma Cốt Chu, chậm rãi nâng lên trong tay Tu La Kiếm. Vừa mới ta chỉ là thử một lần loại này ảo diệu mà thôi, hiện tại, tới phiên ta. Dứt lời, Tiêu Phàm dưới chân đột nhiên chán phóng một đạo màu xám trắng vòng sáng, giống như một cái thái cực luân bàn, nháy mắt bao phủ chu vi mấy chục dặm chu vi. Cái kia hắc sắc hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực, bỗng nhiên mất đi khống chế đồng dạng, lại cũng không có trước đó loại kia kinh khủng uy áp. Pháp tắc lĩnh vực, Hoàng Vô Lân con người hơi hơi co rụt lại. Không có lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực Tiêu Phàm, hắn đều không có chiếm được chỗ tốt. Bây giờ Tiêu Phàm cũng đã lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực lực lượng, hắn còn có thể áp chế Tiêu Phàm sao? Dung hợp pháp tắc đệ tam trọng, tự mang lĩnh vực chi lực. Hắc bào mặt nạ nam trong mắt lóe qua một vòng dị sắc, ngữ khí cũng biến trịnh trọng lên. Dù là Tiêu Phàm thân làm bách sát bảng hạng 3, hắn đều không làm sao coi trọng Tiêu Phàm,
nhưng là cùng Thiên Viêm Ma Cốt Chu một trận chiến dĩ nhiên còn có thể đột phá, này hoàn toàn vượt quá hắn ngoài ý muốn. Nhất niệm sinh tử, lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, lại là Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm nổi giận chém mà ra, quỷ dị là, hư không không có bất luận cái gì kiếm khí nở rộ. Giả thần giả quỷ, Hoàng Vô Lân cực kỳ khinh thường, chỉ cần Thiên Viêm Ma Cốt Chu kiếm túc chém xuống, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, Thiên Viêm Ma Cốt Chu kiếm túc bỗng đứng ở hư không, không nhúc nhích, toàn thân kịch liệt run rẩy, tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự tình. Chuyện gì xảy ra, đám người nghi hoặc không giải. Nhưng mà một khắc sau, tất cả mọi người cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Phốc phốc, từng đạo phá không vang lên, lại là Thiên Viêm Ma Cốt Chu trên người bỗng bắn ra từng đạo lợi kiếm, tám đầu kiếm túc trực tiếp đứt đoạn, thân thể cũng bị xuyên thủng thành cái sàng. Hư không nháy mắt bị xương máu bao phủ, nồng đậm huyết tinh chi khí bao phủ tứ phía bát phương. Này, đám người trợn tròn mắt, bọn họ căn bản không có thấy rõ ràng, Tiêu Phàm một kiếm kia là như thế nào thi triển ra. Bọn họ nội tâm đang nghĩ, nếu là cùng Tiêu Phàm giao thủ là bọn họ, lại có hay không có thể ngăn trở một kiếm này đây. Ầm một tiếng, Thiên Viêm Ma Cốt Chu thân thể khổng lồ rơi đập trên mặt đất, máu me khắp người, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Tiêu Phàm chậm ung dung đi đến Thiên Viêm Ma Cốt Chu đầu vị trí, chậm rãi nâng lên trong tay Tu La kiếm. Tha, tha mạng, Thiên Viêm Ma Cốt Chu muốn cầu xin tha thứ, gian nan phun ra hai chữ. Tha mạng, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, ngươi mới vừa nói ta tính là thứ gì, hiện tại biết cầu tha. Ở trong mắt ta, ngươi lại tính là thứ gì? Ở trong mắt ta, ngươi lại tính là thứ gì? Tiêu Phàm đạm mạc lời nói quanh quẩn ở Thiên Viêm Ma Cốt Chu bên tai quanh quẩn, những người khác cũng đồng dạng nghe được nhất thanh nhị sở, trong lòng khẽ run lên. Bọn họ tự xưng thiên tài, nhưng là không có bất luận cái gì nắm chắc có thể chém giết Thiên Viêm Ma Cốt Chu này thần vương cảnh đỉnh phong thần thú. Nhưng Tiêu Phàm làm được, mặc dù đã trải qua một chút nguy hiểm, nhưng bây giờ, Thiên Viêm Ma Cốt Chu lại không có chút nào sức phản kháng, thậm chí chỉ có thể ở trước mặt Tiêu Phàm vẫy đuôi mừng chủ. Thiên Viêm Ma Cốt Chu toàn thân run rẩy kịch liệt, muốn giãy giụa lấy đứng dậy, nhưng Tiêu Phàm gãy mất nó bát túc, càng là cơ hồ hủy nó nhục thân, muốn đứng dậy biết bao gian nan. Nó chỉ có thể dùng một đôi đáng thương con mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, hy vọng Tiêu Phàm có thể tha hắn một lần. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không lọt vào mắt Thiên Viêm Ma Cốt Chu ánh mắt, chậm rãi nâng lên trong tay Tu La kiếm, chuẩn bị một kiếm chém xuống. Thiên Viêm Ma Cốt Chu con người kịch liệt thu rụt một cái, đáy mắt chỗ sâu đều là tuyệt vọng. Thủ hạ lưu tình, cũng liền ở Tiêu Phàm trường kiếm sắp rơi xuống thời khắc, nơi xa một tiếng hét lớn truyền đến, ngay sau đó, sáu bóng người nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm ngưng một cái, quay đầu nhìn về phía sau lưng sáu người, người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là ba thần đám người. Hoàng Vô Lân đám người cảm nhận được ba thần trên người bọn họ cường đại khí tức, sắc mặt hơi hơi biến đổi, hiển nhiên, bọn họ cũng nhận ra ba thần sáu người thân phận. Dù sao bọn họ đều là một cửa xông qua đến, lúc ấy thế nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ, mà hiện tại, càng là sáu người tề tụ cùng một chỗ. Cỗ lực lượng này, quét ngang bọn họ, đoán chừng không có quá nhiều vấn đề. Các ngươi hiện tại cũng có thể đi. Dung nham thạch hoàng bá đạo thanh âm vang lên, băng lãnh con người nhìn về phía Hoàng Vô Lân đám người, tựa như không nguyện ý để bọn hắn nhìn thấy tiếp xuống sự tình một dạng. Hoàng Vô Lân, hắc bào mặt nạ nam đám người mí mắt hơi hơi nhảy một cái, trong lòng vô cùng khó chịu, bọn họ đều có cùng thần vương cảnh đỉnh phong một trận chiến thực lực, tự nhiên không nguyện ý cho người như thế trách mắng. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta động thủ hay sao? Độc hoàng ma hạt ngữ khí lạnh như băng nói. Cuồng bá khí thế nở rộ mà ra. Hừ, Hoàng Vô Lân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về 96 tầng nhập khẩu vị trí bay đi, rời đi tự nhiên có thể, nhưng bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ tiến vào 96 tầng cơ hội. Chiến Hoàng Thiên hướng về phía Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng quay người rời đi, những người khác tự nhiên cũng không có dừng lại, chỉ có hắc bào mặt nạ nam đi ở cuối cùng. Xem ở hắn mặt mũi, tạm thời tha các ngươi một mạng. Hắc bào mặt nạ nam đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, lại đảo qua ba thần đám người, nhàn nhạt phun ra một câu. Cũng liền ở hắn quay người một sát na kia,
Hắc bào mặt nạ nam bỗng đưa tay một kiếm chém về phía dung nham thạch hoàng, lập tức nháy mắt biến mất ở 96 tầng nhập khẩu vị trí. Oanh, một tiếng nổ vang, dung nham thạch hoàng thân thể bỗng nhiên nổ tung đến, hóa thành vô số toái thạch lăn xuống. Tề mặt khác mấy đại thần thú không khỏi hít một hơi lạnh, bọn họ vội vàng im miệng, chỗ nào còn dám trách mắng hắc bào mặt nạ nam. Tiêu Phàm cũng là một trận hãi hùng khiếp vía, hắc bào mặt nạ nam triển lộ thực lực, dĩ nhiên nhường hắn đều có một loại cảm giác bất lực. Hắn thế mới biết, mấy năm này thời gian, không những hắn đang thay đổi mạnh, hắc bào mặt nạ nam cũng đang mạnh lên, bây giờ cũng càng ngày càng sâu không lường được. Hảo một cái phách lối tiểu tử, dung nham thạch hoàng thân thể lần nữa gây dựng lại, ngữ khí bên trong lại không có bất luận cái gì oán khí, ngược lại có một tia thưởng thức ý. Người này hẳn là tiến vào bách sát tháp tất cả mọi người bên trong mạnh nhất. Ba thần cũng từ đáy lòng cảm thán nói. Mấy người khác cúi đầu không nói, hiển nhiên là chấp nhận. Những người này, bọn họ đều gặp qua, tự nhiên biết rõ bọn họ thực lực. Nghe được đám người mà nói, Tiêu Phàm trong lòng cũng đối hắc bào mặt nạ nam càng thêm tò mò, chỉ là cho đến bây giờ, hắn đều không biết rõ tên đối phương. Lão đại, về sau gặp được kia gia hỏa, muốn cẩn thận, ta cảm giác ta đều chưa hẳn có thể chiến thắng hắn. Thí thần cho Tiêu Phàm âm thầm nhắc nhở. Tiêu Phàm gật gật đầu, thu liếm tâm thần, ánh mắt bất thiện nhìn về phía ba thần đám người nói, các ngươi tới là xin tha cho hắn. Tiểu tử, Thiên Viêm tốt xấu cũng là chủ nhân nô bộc, giết nó đối ngươi không chỗ tốt. Lúc này, Kim Bào nam tử đột nhiên mở miệng nói, hắn đối Tiêu Phàm vẫn như cũ còn có một chút lửa giận. Không sai, ta cũng là chủ nhân nô bộc. Thiên Viêm ma cốt chủ vội vàng gian nan gật đầu. Nhìn thấy ba thần bọn họ đến, trong lòng của hắn đại thạch cũng rốt cục buông xuống. Trước mắt người này mặc dù là một đời mới tu la tử, nhưng là xem ở chủ nhân phân thượng, nhất định sẽ tha bản thân một mạng. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là liền nhìn đều không nhìn hắn một cái, mà là lạnh như băng nhìn chăm chú lên Kim Bào nam tử đám người nói, các ngươi đuổi tới này, chính là vì nói câu nói này sao? Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm tu la kiếm vung lên. Thiên Viêm ma cốt chủ bỗng nhiên trợn to hai mắt, trợn mắt nhìn xem một đạo kiếm khí chút vào bản thân mi tâm. Ngươi, Thiên Viêm ma cốt chủ cuối cùng phun ra một chữ, liền một đầu ngã xuống đất, cũng không còn bất luận cái gì âm thanh. Nó nằm mơ đều không nghĩ đến, ba thần bọn họ đều đến cho mình xin tha, Tiêu Phàm dĩ nhiên còn dám giết bản thân. Ba thần đám người cũng là kinh ngạc không thôi, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế quyết đoán, nói giết liền giết. Kim Bào nam tử càng là phẫn nộ quát, người dĩ nhiên thật giết Thiên Viêm. Liền chúng ta mặt mũi đều không cho. Các ngươi mặt mũi, trước đó không phải đã cho qua các ngươi sao? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, ngữ khí bên trong đều là khinh thường ý, ta nhân tình, các ngươi trước đó không có chân quý, liền lại cũng mất. Ngươi, Kim Bào nam tử mí mắt một trận cuồng loạn, nghĩ đến trước đó uy hiếp Tiêu Phàm cử động, hắn trong lúc nhất thời không biết nói gì. Đám người lúc này mới minh bạch, trước mắt người này, cũng không phải là cái người khác, mà là một đời mới tu la tử. Thử hỏi, có cái nào tu la tử không phải sát phạt quyết đoán hạng người? Nếu như Tiêu Phàm liền điểm này ngạo khí đều không có, lại như thế nào có tư cách trở thành tu la tử đây? Ngươi sẽ hối hận, Kim Bào nam tử thật lâu mới biệt xuất một câu. Hối hận, ta giết người, cho tới bây giờ không có hối hận qua. Tiêu Phàm lạnh lùng đáp lại. Nếu như không có chuyện gì, các ngươi có thể rời đi, nếu là muốn cho nó báo thù, ta cũng vui lòng phụng bồi. Nên cường thế thời điểm liền phải cường thế, Tiêu Phàm cho tới bây giờ cũng không phải là nhu nhược người. Nói xong rồi này bách sát tháp chỉ là khảo nghiệm mà thôi, có thể Thiên Viêm ma cốt chu chỉ là khảo nghiệm sao? Thiên Viêm ma cốt chu biết rõ mình là tu la tử còn muốn giết bản thân lại dựa vào cái gì tha cho hắn một mạng. Thoại âm rơi xuống. Tiêu Phàm nâng lên trong tay tu la kiếm, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, thí thần cũng tiến lên một bước, đứng ở bên người Tiêu Phàm. Tu la tử, việc này chúng ta là không nên nhúng tay, còn mời không muốn trách móc. Ba thần nhìn thấy Kim Bào nam tử còn muốn nói cái gì, vội vàng tiến lên một bước nói. Hắn không muốn cùng Tiêu Phàm tầm đó quan hệ huyên náo quá căng, dù sao, Tiêu Phàm thế nhưng là tu la tử, tương lai vô cùng có khả năng trưởng khống bọn họ tính mệnh. Ba thần tiền bối, người ân tình kiếm mỗ ghi vào trong lòng. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật gật đầu,
ba thần cho hắn hộ pháp, đây là ân tình, tự nhiên sẽ không quên. Đột nhiên, Tiêu Phàm lời nói chuyển hướng, bất quá, kiếm mẫu cũng không phải thiện nhân, muốn giết ta người, kiếm mẫu cũng cho tới bây giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Ba thần mấy người cảm nhận được Tiêu Phàm trên người cường hoành khí tức, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, bọn họ lúc này mới minh bạch, trước mắt cái này Tu La Tử, cũng không có nhìn qua thiện lương như vậy. Trong lúc nhất thời, chàng diễn lâm vào xấu hổ, một trận trầm mặc. Nếu như không có cái gì sự tình, vãn bối liền cáo từ. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, đưa tay vung lên, Thiên Viêm Ma Cốt Chu thi thể bỗng nhiên biến mất. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cùng thí thần quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ chờ, đột nhiên, ba thần lại gọi lại Tiêu Phàm nói, Tu La Tử, phía sau mấy ải, có hai cái là Thiên Viêm Ma Cốt Chu kết bái huynh đệ, cần phải cẩn thận một điểm. Tạ, Tiêu Phàm chắp tay một cái, xem như đón nhận ba thần thiện ý nhắc nhở. Lập tức đạp không mà lên, cùng thí thần lách mình liền biến mất ở thông hướng 96 tầng nhập khẩu. Ba thần, ta cảm thấy, chúng ta hảo tâm không hảo báo, căn bản không tất yếu nhắc nhở hắn. Kim bào nam tử 10 phần khó chịu nói. Liệt Thiên, ngươi làm việc vẫn là quá cường ngạnh. Ba thần lắc lắc đầu, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, nói, ngươi cảm thấy, ta không nhắc nhở hắn, chẳng lẽ hai cái kia còn có thể lưu lại hắn hay sao? Vậy cũng, kim bào nam tử còn muốn cãi lại cái gì? Lúc này, dung nham thạch hoàng lại là vỗ vỗ kim bào nam tử bả vai nói, kiến hôi a, người trước đó không phải cũng cho rằng bản thân có thể đánh bại hắn sao? Kim bào nam tử sắc mặt đỏ bừng, liền so với hắn cường đại Thiên Viêm Ma Cốt Chu đều bị Tiêu Phàm cho giết, hắn lại làm sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ đây? Ta hiện tại rốt cục minh bạch hắn tại sao cự tuyệt chúng ta điều kiện, bởi vì hắn hoàn toàn có thể không nhìn chúng ta điều kiện. Độc Hoàng Ma Hạt cũng thật sâu thở dài một hơi. Lập tức hắn lại nhìn về phía ba thần nói, tiểu xà, người trước đó không phải nói hắn rất tốt nói chuyện sao? Đây chính là ngươi trong miệng cái gọi là rất tốt nói chuyện. Khụ khụ, ba thần xấu hổ ho nhẹ mấy tiếng, nói, kỳ thật ta vẫn là cảm thấy hắn là rất tốt nói chuyện, người nào đối tốt với hắn, hắn đều nhớ kỹ, Thiên Viêm muốn giết hắn, mới có thể gặp kiếp nạn này. Thiên Viêm cũng không phải cái gì tốt mặt hàng, còn có hắn hai cái kia huynh trưởng, liền chủ nhân cũng dám ngỗ nghịch, chết cũng đáng đời. Kim bào nam tử lạnh như băng phun ra một câu. Kiến hôi, này mới đúng mà, đừng phụng phịu, ta vậy còn có chút rượu, bồi ngươi uống thật sảng khoái. Ba thần đột nhiên thoải mái cười nói. Ta đột nhiên chờ mong hắn có thể xông qua 100 tầng khảo nghiệm. Kim bào nam tử cũng đột nhiên cười cười nói. Tiêu Phàm cùng thí thần tiến vào 96 tầng, Thiên Viêm Ma Cốt Chu bị chém giết, tự nhiên một đường thông suốt. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có xâm nhập 96 tầng, mà là ngừng chân một tầng này lối ra, phất tay, Thiên Viêm Ma Cốt Chu thi thể bỗng xuất hiện. Đồng thời, ở trong tay Tiêu Phàm, lại là lơ lửng một mai hắc sắc tinh thể, 10 phần lóa mắt. Hắc sắc tinh thể, lờ mờ có một đạo nhỏ bé hình dáng, tựa như một đầu mini Thiên Viêm Ma Cốt Chu. Đây là đại đế thần cách, thí thần ánh mắt sáng lên nói, hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy đại đế thần cách, tự nhiên kinh ngạc vô cùng. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu nói, không phải thần cách, mà là mệnh ngoại chi thạch. Đương nhiên, nghiêm ngặt giá trị tới nói, cũng có thể xưng là thần cách. Mệnh ngoại chi thạch, thí thần hiển nhiên là không nghe nói qua. Mệnh ngoại chi thạch, ngừng tụ tự thân khí số hòa vào thần cách, hình thành một loại mới mệnh cách. Cũng xưng là mệnh thạch bên trong khí số không tán, nhục thân bất hủ, thần hồn bất diệt. Tiêu Phàm trịnh trọng giải thích nói. Những tin tức này, đều là Tiêu Phàm từ Tu La truyền thừa bên trong lấy được. Kia đột phá đại đế, chẳng phải là vĩnh viễn bất tử. Thí thần kinh ngạc kêu đi ra, này Thiên Viêm Ma Cốt Chu hình như là đại đế Tu Vi A, kia lão đại làm sao giết chết hắn. Thế nhân ai có thể bất tử, đại đế cũng không ngoại lệ. Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu, nói ta hiện tại xác thực giết chết Thiên Viêm Ma Cốt Chu, nhưng nó thần hồn còn ký thác ở trong mệnh thạch, nếu để cho nó đầy đủ thời gian, tương lai còn có cơ hội phục sinh. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, bất quá, hiện tại ta tách ra nó mệnh thạch, muốn sống sót, cơ bản không có khả năng. Nguyên lai như thế, thí thần lộ ra vẻ hiểu rõ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay mệnh thạch, nói, lão đại. Ta làm sao cảm giác vật này rất tốt ăn bộ dáng. Ăn ngon, Tiêu Phàm mặt lộ cổ quái,
mệnh thạch có thể so sánh thần cách càng kiên cố hơn, nhưng chớ đem ngươi răng cho tan vỡ. Ta không tin, thí thần có chút không tin ta nói. Tiêu Phàm lơ đễnh, tiện tay đem mệnh thạch ném cho thí thần cũng không khách khí, nắm đấm lớn mệnh thạch trực tiếp bị hắn nuốt vào trong miệng. Cót ca cót két, đột nhiên, từng tiếng giòn vang từ thí thần trong miệng truyền ra, Tiêu Phàm trực tiếp nhìn mắt choáng váng, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Vừa mới hắn âm thầm thử nghiệm dùng toàn lực công kích qua mệnh thạch, có thể căn bản là dung chuyển không được mảy may, có thể thí thần, dĩ nhiên trực tiếp đem mệnh thạch cho nhai nát. Loại cảm giác này, liền tựa như ăn đường đậu đồng dạng thư giãn thích ý, lúc nào thí thần nắm giữ loại này quỷ dị thiên phú. Lão đại, này mệnh thạch cũng không có tưởng tượng cứng rắn a. Thí thần nhếch miệng cười nói, nói chuyện thời khắc, từng sợi tơ nhện từ thí thần khóe miệng tiêu tán mà ra. Mệnh ngoại chi khí, Tiêu Phàm nhìn thấy, đưa tay vung lên, bạch sắc thạch đầu bỗng nhiên xuất hiện, từng tia tia mệnh ngoại chi khí toàn bộ đều sáp nhập vào bạch sắc thạch đầu. Bạch sắc thạch đầu chán phóng yếu ớt quang mang, tựa như cũng đang vì lấy được mệnh ngoại chi khí mà mừng rỡ. Thật bàng bạc năng lượng, lão đại, ta cảm giác ta sắp đột phá. Thí thần trên người đột nhiên phồng lên lấy cường đại khí thế, một mặt kinh ngạc nói. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái. Một mặt im lặng nói, mệnh thạch bên trong hàm chứa bàng bạc linh hồn chi lực, ngươi có thể thôn phệ linh hồn chi lực, đối với ngươi mà nói, đúng là vật đại bổ. Lão đại, thay ta hộ pháp, ta cảm giác ta huyết mạch truyền thừa đang thức tỉnh. Thí thần trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu luyện hóa nuốt vào mệnh thạch. Thí thần thể nội, truyền ra từng đợt ầm vang thanh âm, dường như có một đầu man hoang cự thú thức tỉnh đồng dạng, khí thế khiếp người. Thú tộc huyết mạch truyền thừa, thật đúng là kỳ lạ. Tiêu Phàm hâm mộ thở dài một hơi. Nhân tộc muốn đột phá, liền phải lấy được cao cấp hơn công pháp, có thể thú tộc khác biệt, bọn chúng chỉ cần thực lực đi đến, một cái nào đó thời cơ liền có thể thức tỉnh huyết mạch truyền thừa, không ngừng đột phá. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thiên viêm ma cốt chu thi thể bên trên, mặc dù hắn bị áp chế lấy tu vi, nhưng tốt xấu cũng là đại đế nhục thân, ẩn chứa tinh hoa thật không đơn giản. Đáng tiếc, chi chu thịt quá khó ăn, hạ không đi miệng, chỉ có thể cho lão nhị, có lẽ xung làm luyện khí tài liệu cũng không tệ. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, lại đem thiên viêm ma cốt chu thi thể thu vào, sau đó ngồi ở một bên thay thí thần hộ pháp. Một lần này, liền là thời gian nửa tháng, thí thần rốt cục tỉnh lại. Thế nào, Tiêu Phàm vội vàng đứng dậy hỏi. Ai, chỉ là thức tỉnh huyết mạch truyền thừa, cũng không có đột phá đại đế cảnh. Thí thần thở dài một hơi. Tiêu Phàm có một loại đánh thí thần một trận xúc động, thức tỉnh huyết mạch truyền thừa, người còn muốn như thế nào nữa? Lúc này, thí thần lại nói, bất quá cũng còn có chút ngoài ý muốn kinh hỉ, ta thức tỉnh một loại kỳ lạ thiên phú. Cái gì thiên phú? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Thí thần có thể đem mệnh ngoại chi thạch làm đường đậu ăn, loại này năng lực cũng đã xem như cực kỳ quỷ dị. Nhưng thí thần dĩ nhiên nói. Hắn còn thức tỉnh một loại thiên phú năng lực, này khiến Tiêu Phàm như thế nào không kinh ngạc đây. Thí thần cười thần bí, nói, lão đại, trên người ngươi có hay không thần cách, tốt nhất là thần vương cảnh thần cách. Có mấy khỏa, Tiêu Phàm gật gật đầu, mở ra bàn tay, lòng bàn tay tức khắc xuất hiện tầm 10 khỏa thần vương thần cách, tiến vào bách sát chiến trường đến nay, hắn giết chết thần vương cũng có không ít. Nhìn ta! Thí thần trực tiếp từ Tiêu Phàm trong tay đoạt lấy 10 khỏa thần vương thần cách, mở ra miệng lớn, trực tiếp đem 10 khỏa thần cách nhét vào miệng. Cót ca cót két một trận giòn vang truyền ra, 10 khỏa thần vương thần cách, tức khắc bị thí thần xem như đường đậu xoắn nát, thôn vệ không còn một mảnh. Tiêu Phàm khóe miệng có chút co lại, đây chính là thần vương thần cách a, khiến người khác luyện hóa, đợi một thời gian, thế nhưng là có thể sinh ra 10 cái thần vương cảnh cường giả. Nhưng hiện tại 10 khỏa thần vương cảnh thần cách, lại bị thí thần ăn, đây quả thực liền là phung phí của trời a. Bất quá, nghĩ đến thí thần thiên phú năng lực, Tiêu Phàm nhẫn nhịn đau lòng bộ dáng, chỉ hy vọng thí thần có thể cho mình mang đến một điểm kinh hỉ. Mấy tức sau đó, thí thần đem thần cách toàn bộ nuốt vào trong bụng, nhìn xem một mặt chờ mong Tiêu Phàm nói, mùi vị không tệ, lão đại, chúng ta đi tầng tiếp theo. Ách, Tiêu Phàm sững sờ, một mặt im lặng nói, liền xong. Như lời ngươi nói kinh hỉ đây, cũng khó trách hắn phiền muộn, 10 khỏa thần vương thần cách cứ như vậy bị thôn phệ,
mới vừa rồi còn nói sẽ cho mình mang đến một điểm kinh hỉ, nhưng bây giờ, cái gì đều không có, này khiến hắn như thế nào không thất vọng đây? Lão đại, kinh hỉ không có nhanh như vậy, chờ 10 ngày nửa tháng, liền cho ngươi một cái kinh hỉ, cam đoan để ngươi hài lòng. Thí thần vội vàng an ủi. Tiêu Phàm một mặt im lặng, thế nhưng là lại không thể làm gì, tổng không thể để cho thí thần đem 10 khỏa thần vương thần cách phun ra a. Đi thôi, tiếp tục đi tầng tiếp theo. Tiêu Phàm thở dài một hơi, đạp không mà lên, chuẩn bị hướng về tầng tiếp theo nhập khẩu bay đi. Hồng hộc, nhưng mà, cũng liền ở lúc này, một đạo lợi mang nháy mắt từ hư không bên trong nhô ra, xông thẳng Tiêu Phàm mi tâm mà đến, tốc độ sắp tới cực hạn. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, chạy như bay, thời không pháp tắc thi triển, thuấn gian na di đến vài dặm bên ngoài, lạnh như băng nhìn phía xa chân trời. Dám đánh lén lão đại, tự tìm cái chết hay sao? Thí thần gầm thét một tiếng, trực tiếp xông tới. Mấy chục dặm bên ngoài, hai cái điểm đen nhanh chóng tới gần, hô hấp thời gian, liền xuất hiện ở Tiêu Phàm phụ cận, cùng thí thần giao chiến cùng một chỗ. Hai đạo thân ảnh nháy mắt tiến nhập Tiêu Phàm tầm mắt, đó là hai cái nam tử, hai người đều mặc trường bào màu đen, một cái khôi ngô cao lớn, một cái gầy gò thấp bé, nhưng trên người phát ra khí tức, lại là cực kỳ cường đại. Hơn nữa, hai người đều là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, phát ra khí tức cũng cực kỳ âm trầm. Danh con, liền là các ngươi giết ta huynh đệ. Khôi ngô nam tử quát lớn một tiếng, cùng gầy gò nam tử hợp kích, một quyền đem thí thần đánh bay lui mấy bước, lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc cứng lại, không cần nghĩ cũng biết rõ, hai người này hẳn là ba thần trong miệng Thiên Viêm Ma Cốt Chu hai cái kết bái huynh đệ. Chỉ từ khí thế nhìn lại, hai người này thực lực so Thiên Viêm Ma Cốt Chu xác thực muốn mạnh không ít, nhưng cường đại cũng có hạn, chí ít còn chưa đến vô địch cấp độ. Người huynh đệ, Thiên Viêm Ma Cốt Chu sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn còn không có đi tìm bọn họ phiền phức, không nghĩ đến hai đầu này thần thú dĩ nhiên bản thân tìm tới cửa. Quả nhiên là các ngươi. Khôi ngô nam tử nhe răng cười một tiếng, lạnh giọng nói, lão nhị, người đi làm thịt tiểu tử kia, cái này giao cho ta. Thoại âm rơi xuống, gầy gò nam tử nháy mắt từ bỏ công kích thí thần, hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà tới. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, hắn mặc dù chỉ là thần vương cảnh trung kỳ tu vi, nhưng sinh tử pháp tắc, sát lục pháp tắc cũng đã lĩnh ngộ được đệ tam trọng, chân chính cảnh giới, cũng đã tương đương với thần vương cảnh hậu kỳ. Liền Thiên Viêm Ma Cốt Chu đều bị hắn tùy tiện giết chết, này gầy gò nam tử có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào đây? Mắt thấy gầy gò nam tử đánh tới, Tiêu Phàm chân đạp bộ pháp cực tốc lui lại, nghiền ngẫm nhìn xem gầy gò nam tử nói, ta muốn biết rõ, các ngươi là như thế nào biết rõ ta giết chết Thiên Viêm Ma Cốt Chu? Một cái người chết không tất yếu biết rõ nhiều như vậy. Gầy gò nam tử phẫn nộ đến cực điểm, ở sau lưng hắn, có từng đạo hắc sắc hư ảnh, cầm trong tay từng chuôi trường đao hướng về Tiêu Phàm nghiền sát mà tới. Bốn phía hư không, đầu đầu cũng có đao mang, đáng sợ đến cực điểm, đây là gầy gò nam tử lĩnh ngộ đao pháp tắc lĩnh vực, hàm chứa đáng sợ sát phạt chi khí. Tất nhiên không muốn nói, vậy liền không tất yếu nói. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, sát khí đột nhiên mãnh liệt mà ra, nhất niệm sinh tử. Tu La kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay, lăng không chém một cái. Hư không hơi hơi chấn động, kia đao khí lĩnh vực dĩ nhiên rung rung. Dung hợp pháp tắc, gầy gò nam tử bỗng nhiên trầm xuống, quanh thân đao pháp tắc lĩnh vực bỗng nhiên nổ tung lên, đồng thời, hắn thân hình cực tốc lui lại. Một khắc sau, từng đạo đáng sợ lợi mang từ hư không bên trong bắn ra, đem chu vi mấy chục dặm không gian quấy đến vỡ nát. Dĩ nhiên tránh khỏi, Tiêu Phàm trong mắt tóe bắn ra một sợi tinh quang. Thiên Viêm Ma Cốt Chu thế nhưng là chết ở hắn một kích này phía dưới a, không nghĩ đến gầy gò nam tử dĩ nhiên dễ dàng như thế tránh khỏi. Chỉ bằng điểm này, liền đủ để chứng minh gầy gò nam tử thực lực, xa không phải Thiên Viêm Ma Cốt Chu có thể so sánh. Có ý tứ, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức giống như sét đánh xông ra. Chính hắn đều không biết rõ. Hắn thể nội vô tận chiến huyết cũng bắt đầu sôi trào lên, chỉ có ở loại này ngang nhau chiến đấu bên trong, mới có thể để cho hắn nhanh chóng tiến bộ. Tu La Tử, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người bành trướng huyết mạch chi lực, gầy gò nam tử mặt lộ vẻ sợ hãi,
bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền nổi lên khát máu quang mang. Đối với đời trước Tu La tộc trưởng, hắn thế nhưng là tràn đầy vô tận sát ý, chỉ là hắn thực lực không đủ mà thôi, nhưng là hiện tại, đối mặt một cái thần vương cảnh trung kỳ Tu La tử, hắn hoàn toàn không chỗ nào e ngại. Vạn đao lĩnh vực, gầy gò nam tử một tiếng hét lớn, đồng thời, hắn thân thể nháy mắt biến mất, chiếm lấy là một đầu hơn ngàn trượng dài hắc sắc ngô công, vô số đao túc, phát ra cực kỳ sắc bén khí tức, tựa như muốn đem mảnh này thương khung xuyên phá. Thần thú bảng xếp hạng bài danh 559 quỷ diện ngô công. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, bị vô số đao khí cắt chém thân thể, máu tươi bắn ra. Đồng thời, hắn thân thể bị một cỗ đao phong bạo tung bay, mình đầy thương tích. Liền bằng ngươi cũng muốn giết ta, quỷ diện ngô công cực kỳ khinh thường, cực đại thân thể lần nữa đập ra. Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một vòng cười tà, này vạn đao lĩnh vực thật đúng là không sai, chỉ ít so thiên viêm ma cốt chu hỏa diễm lĩnh vực mạnh hơn nhiều, hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trên người thần lực bỗng hướng về hai mắt dũng mãnh lao tới, một khắc sau, trước mắt hắn thế giới, nháy mắt bắt đầu biến ảo lên. Tiêu Phàm hai mắt nhìn thấy thế giới, nguyên lai sắc thái đều biến mất hết, chiếm lấy là vô số sợi tơ tổ thành thế giới, lít nha lít nhít. Những cái này sợi tơ, không phải gì khác, chính là tổ thành pháp tắc chi lực pháp tắc thần liên quỹ tích vận hành. Ở Tiêu Phàm hai mắt, nguyên bản hư vô phiêu miểu pháp tắc thần liên quỹ tích vận hành, giờ phút này hoàn toàn nhìn một cái không sót gì. Vô luận là thấy đến, vẫn là nhìn không thấy, giờ phút này toàn bộ đều lạc ấn ở hắn não hải. Thiên viêm ma cốt chu thực lực, còn không đủ để bước đến Tiêu Phàm sử dụng nghịch loạn chi đồng lực lượng, nhưng này quỷ diện ngô công, pháp tắc lĩnh vực muốn cường đại không ít, bằng vào tử vong pháp tắc ảo diệu đệ tam trọng, cũng đã không làm gì được hắn. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm trong tay trường kiếm nhấc lên, lần nữa hướng về quỷ diện ngô công nhào tới, bộ pháp hắn cực kỳ quỷ dị, vừa lúc vòng qua hư không vô số pháp tắc sợi tơ. Này cũng nhờ vào Tiêu Phàm lĩnh ngộ phong chi pháp tắc. Nếu không mà nói, coi như nghịch loạn chi đồng có thể nhìn thấy những cái này ẩn hình pháp tắc thần liên, hắn cũng chưa hẳn có thể tránh ra. Không chịu nổi một kích đồ vật, thay lão tam chôn cùng a. Quỷ diện ngô công nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, gầm thét không thôi. Nó kia vô số đao túc loạn vũ, đao pháp tắc lĩnh vực cũng biến vô cùng bắt đầu cuồng bạo, lít nha lít nhít đao cương giống như hạt mưa chém về phía Tiêu Phàm, cơ bản muốn tránh cũng không được. Đối diện Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm cũng thỉnh thoảng toát ra từng đạo kiếm mang, nhìn như ở loạn vũ, nhưng mà mỗi một kiếm, đều đem đánh phía hắn pháp tắc thần liên cho chảm phá. Vẻn vẹn vài cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm liền cũng đã cự ly quỷ diện ngô công chỉ có mấy trượng cự ly. Ở dưới nghịch loạn chi đồng, Tiêu Phàm chỉ ít cũng đã không còn bị động. Thời không chấn động, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, Tu La kiếm đột nhiên bộc phát ra sáng chói quang mang. Vô số kiếm khí lấy hắn làm trung tâm hướng về tứ phía bát phương quét sạch mà ra, sao? Ngay sau đó, hắn quanh thân pháp tắc thần liên nhao nhao vỡ nát, bất quá ở lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ. Nhưng này phục hồi như cũ thời gian, cũng đã đủ để cho Tiêu Phàm tới gần quỷ diện ngô công, đồng thời, Tiêu Phàm cả người nháy mắt hóa thành một thanh kiếm, cùng trong tay Tu La kiếm hòa làm một thể. Nhất niệm sinh tử, quát to một tiếng. Tiêu Phàm quanh thân khí thế nháy mắt tăng vọt, Tu La kiếm càng là toát ra mấy trăm trượng dài quang mang, cuồn cuộn sinh tử pháp tắc thần liên mãnh liệt mà ra. Đối mặt quỷ diện ngô công, Tiêu Phàm cũng không dám buông lỏng, sinh tử pháp tắc lực lượng cơ hồ thi triển đến cực hạn. Bang bang, từng tiếng kim loại va chạm vang lên, lại là hư không bên trong lăng không xuất hiện vô số sinh tử kiếm khí, cùng quỷ diện ngô công đụng vào nhau, từng đầu đao thúc bị chặt đứt. Đao quỷ diện ngô công gào thét không thôi. Liền bắt đầu kêu lên, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, lăng không đạp mạnh, hắn vị trí hư không bỗng nổ tung, tự thân càng là giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Chớp mắt, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở quỷ diện ngô công đỉnh đầu, Tu La kiếm hung hăng đâm xuống. Chanh một tiếng, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, Tu La kiếm dĩ nhiên không có phá vỡ quỷ diện ngô công đầu. Tự thân ngược lại bị một cỗ cường đại lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Liền bằng ngươi này run rế, cũng muốn giết bản đế. Quỷ diện ngô công cười lạnh không thôi, nó nhục thân vô cùng cường hãn, mà đầu thì là nó trọng điểm bảo hộ vị trí, tự nhiên là cứng rắn nhất.
Tiêu Phàm giống như khinh yến đồng dạng bay ngược mà ra, hắn cũng không thể không thừa nhận, quỷ diện Ngô Công đầu cứng rắn. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, này quỷ diện Ngô Công mặc dù bị áp chế ở thần vương cảnh đỉnh phong, nhưng nó nhục thân lại là đại đế cấp bậc. Nếu như bị hắn như thế tùy tiện phá mở, đó mới lạ. Tiêu Phàm trong mắt nhanh chóng chuyển động, thật lâu, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng tinh quang. Một khắc sau, Tiêu Phàm lần nữa xông tới, thân thể ở hư không lưu lại mấy đạo tàn ảnh, lần nữa xuất hiện, đã là ở quỷ diện Ngô Công trên lưng. Thời không chấn động, Tiêu Phàm một tiếng quát to, Tu La kiếm rung động thời khắc, hư không bắt đầu vỡ nát, vô cùng sắc bén kiếm khí càng là một kiếm đâm vào quỷ diện Ngô Công nhục thân. Phốc phốc một tiếng, Tu La kiếm một không mà vào, trực tiếp đem quỷ diện Ngô Công thân thể xuyên thủng, máu tươi phun ra mà ra, nhiễm đỏ hư không. Ngay sau đó, Tiêu Phàm hai tay cầm kiếm, nhục thân lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở hai tay, thân thể nhanh chóng trước đó vào. Hỗn trướng, quỷ diện Ngô Công thống khổ nộ hống, đầu cùng phần đuôi đồng thời nhào về phía Tiêu Phàm. Nhưng mà, nó thực lực tuy mạnh, nhưng tốc độ cũng không thấy so Tiêu Phàm nhanh bao nhiêu, Tiêu Phàm Tu La kiếm dọc theo nó nhục thân mở ra, đem nó thân thể một phân thành hai. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm nâng quỷ diện Ngô Công cái đuôi bộ phận xuất hiện ở vài dặm bên ngoài, nhếch miệng cười nói, nhìn đến, thân thể ngươi cũng không như thế nào, chỉ có đầu tương đối cứng rắn mà thôi. Lão nhị, nơi xa, Khôi Ngô nam tử kinh kêu ra tiếng, ra sức trấn khai thí thần, muốn hướng về này một bên tới gần. Ngươi đối thủ là ta, chớ nóng vội, chúng ta từ từ sẽ đến. Thí thần thần sắc đạm nhiên, quấn lấy Khôi Ngô nam tử, căn bản nhường hắn không cách nào bước ra. Mà thí thần, lại là lộ ra nhẹ nhàng thoải mái, hiển nhiên, hắn còn không có thi triển ra chân chính thực lực. Hỗn trướng, hỗn trướng, quỷ diện Ngô Công con ngươi gào thét, chu vi mấy chục dặm chu vi toàn bộ đều nổ tung, bị sắc bén đao cương lấp đầy. Chớ kêu, ở ngươi trong mắt, ngươi cái này nhục thân trạng thái là cường đại nhất, nhưng là ở trong mắt ta, ngươi hiện tại bộ dáng, lại là yếu nhất. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, tí tí, này nhục thân. Dùng để luyện khí hẳn là không sai. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trực tiếp đem quỷ diện Ngô Công một nửa khác thân thể ném vào nội thiên địa, đây chính là hiếm thấy thiên tài địa bảo, tự nhiên không thể lãng phí. Quỷ diện Ngô Công kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, bản thân đường đường đại đế, lại bị một cái thần vương cảnh trung kỳ đè lên đánh, dù là mình bị áp chế tu vi, loại tình huống này cũng không nên tồn tại mới đúng. Đối với hắn mà nói, đây quả thực liền là một loại sỉ nhục. Oanh, quỷ diện Ngô Công mới vừa chuẩn bị xông đi lên, đột nhiên, Tiêu Phàm thể nội truyền đến một tiếng nổ vang, trên người phồng lên lấy cường đại khí tức, kia vỡ nát hư không, càng là nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Một cái hô hấp thời gian sau, hư không lại lần nữa vỡ nát, phạm vi càng là mở rộng đến mấy trăm dặm. Nhìn thấy một màn này, quỷ diện Ngô Công không khỏi hít một hơi lạnh. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không dám tiến lên, thật sự là Tiêu Phàm trên người bộc phát khí thế quá đáng sợ. Tiêu Phàm cũng là hơi hơi cứng lại, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, tâm thần nháy mắt chìm vào nội thiên địa. Hắn lại là phát hiện, một mai hôi sắc hạt châu lơ lửng ở linh hồn bản thể trước người, phát ra một cỗ cuồng bá khí tức. Thời không thiên châu cũng đã luyện hóa hai thành, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, hắn càng thêm chấn kinh là, thời không thiên châu vẻn vẹn luyện hóa hai thành, dĩ nhiên thì có như thế uy lực đáng sợ. Đột nhiên, Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, ta ta cười nói, như thế cũng tốt, về sau lại nhiều to lớn át chủ bài, cũng không cần vận dụng Tu La ma ảnh lực lượng. Trong lúc hô hấp, Tiêu Phàm tâm thần rời khỏi nội thiên địa, ở trong tay hắn, lại là nhiều một mai hôi sắc hạt châu. Đây là, cảm nhận được hôi sắc hạt châu phía trên khí tức, quỷ diện Ngô Công con người run rẩy. Quay người liền chuẩn bị đào tẩu. Muốn chạy trốn, ngươi không phải muốn thay ngươi huynh đệ báo thù, vậy liền đi bồi ngươi huynh đệ a. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, cuồn cuộn thần lực nhanh chóng tràn vào thời không thiên châu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 137.